làn môi hồng. Xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, cùng thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng mà chúng ta cùng ngồi xuống. Chúc quý vị năm mới bình an vui vẻ quý vị ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng 2024. Chúng ta tổ chức cộng tu đầu năm. Hôm nay chúng ta học tập tâm vui vẻ thì mọi việc đều tốt. A Di Đà Phật. Đầu năm đi đến chùa nghe câu này thấy lấy vốn quý vị, đúng không? Trong nhà Phật có câu rất là hay: tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cái hoàn cảnh mỗi một gia đình, đoàn thể, xã hội và cho đến cả một đất nước và cho đến cả thế giới, từ do tâm con người mà hình thành ra. Thí dụ như một căn nhà ở dơ là do người đó làm biến, đúng quý vị? Còn một căn nhà mà sạch sẽ là do người đó kỹ lưỡng, đúng không? Người này thích đi đánh người là do tâm người này hung dữ. Nên từ nơi đó mà do tâm người sanh ra. Vậy bây giờ nếu mà lặp lại cái tâm thiện thì hoàn cảnh tự nhiên sẽ tốt hết thôi. Hoàn cảnh không được sạch sẽ, bây giờ chúng ta kỹ lưỡng đi, mỗi người chung tay, đừng có bài nữa, thì hoàn cảnh sạch sẽ. Lúc trước mình ở dơ, đi đâu cũng thấy hôi rình. Bây giờ thì mình kỹ lưỡng lại thì mình đi đâu mình cũng thơm tho, dĩ thôi, đúng không? Đó, mình đi đâu mình bước ra ngoài tóc tai bùm sùm nhìn như bà chằn lửa. Bữa nay mình đi đâu mình gọn ghẻ, chải tóc đồ sạch sẽ đàng hoàng. Mình làm vợ người ta cũng làm cho người ta nở mặt nở mày, đúng không? Dù mình có vợ có chồng rồi, đi đâu ra ngoài cũng ủi mua đồ cho nó ngay ngắn. Dù là đồ mình không đẹp nhưng mà sạch sẽ, ủi đồ cho nó có ly đồ đàng hoàng. Thì bận lên cũng cảm thấy con người nó nhìn cũng sạch sẽ lịch thiệp một chút. Thế quý vị, mình bê bối bày hày quá thì tệ thôi. Đó. Nên mỗi một người chúng ta muốn cái hoàn cảnh này tốt thì phải chung tay. Không có một cá nhân ai thành công được hết. Nên chúng ta phải nhớ cái câu: ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Câu này quan trọng lắm nghe quý vị. Ai ăn thì người đó no, mà ai cười người đó hưởng. Đúng không quý vị? Còn vị không cười vì khóc vì gán chịu. Đúng không? Giống như chùa mình đi, có những người người ta mắc những dịp Tết thì chùa phải cười. Đúng quý vị, sau này những đứa chết quý vị cũng phải cười mà niệm Phật. Chứ sao bây giờ, chuyện người đứa chết là cái chuyện của những đứa, đến lúc chết là phải chết. Còn chuyện quý vị sống là phải sống cho thật là tốt, đúng không? Cho nên vậy mới là người thật sự sống với một cái góc độ sáng suốt trí tuệ mà Đại Thế Chí Bồ Tát dạy. Đúng không? Nếu như chúng ta mà có cái lối sống đặc biệt của Đức Phật dạy mà tiếp nhận được thì quý vị trong cuộc đời này tự tại lắm. Thí dụ như chồng mình nói yêu thương mình, nói hết lời, nói quá trời luôn, nhưng một ngày nào anh bỏ ta thì ta phải làm sao? Thì ta cũng phải ha ha mà sống như sao vậy quý vị? Không lẽ mình hu hu sống, mình hu hu anh có trở lại không? Nếu mà đã là không trở lại thì mình ha ha mà sống, thì mắc cái này mình còn cái ha ha, đúng quý vị? Vậy thì giờ chúng ta nghèo chúng ta có cười không?
Nếu chúng ta mà nghèo mà còn không biết cười, vậy là chúng ta vừa nghèo tiền, nghèo bạc mà nghèo luôn nụ cười. Vậy chúng ta lùn, chúng ta xấu, chúng ta có cười không? Phải cười. Vì nếu như mình mà không cười thì mình vừa bị lùn, bị xấu, mà mình còn bị không được cười nữa. Thiếu thốn hết trơn quý vị. Nếu như quý vị vui vẻ, quý vị biết cười thì quý vị còn vớt lại được. Còn vớt được nghe. Cái này quan trọng á. Quá quan trọng đúng không? Coi cô để cô gặp nhà đứa cô nói nè. Dạ thưa thầy, con lúc trước mà chưa nghe thầy giảng đó, thầy con mặc cảm gì con bị lùn. Có thiệt chứ chồng con cứ chê con lùn hoài, con mắc cỡ con hơn gì. Với con mất lòng tin luôn đó thầy, với bản thân con. Mà sau này con nghe thầy giảng rồi, thầy giảng cái câu con tâm đắc, lùn có cái thế của lùn đó. Có những người cao có cái hại của cao. Có cái bà đó đi cùng với cái bà này, bà lùn, cái bà kia tự hào tôi cao, bà này ngại khi lùn. Đi nghe những đức giảng thì có làng hai bà chui ngang một cái lỗ, thì cái bà lùn mới chui ngang được, bà cao mới đụng cái đầu xưng vù vù. Thì cái bà lùn mới nói rõ ràng, ông thầy cũng giảng hay, lùn có cái thế của lùn. Chưa, cao lùn gì nó cũng có cái hay và có cái dở đó chứ quý vị. Nhưng mà chúng ta nên khai quật làm sao cho cái người mà người ta cảm thấy mất lòng tin với người ta, mà người ta phát triển cái khả năng và lòng tin của người ta lên. Đây là cái quan trọng, đúng không? Nên mỗi một con người sống làm sao mà phấn chấn lên. Phấn chấn lên mà sống, đúng quý vị. Ví dụ như bây giờ năm nay chúng ta làm ăn không phát đạt, chứ thì chúng ta cũng phải sống. Mà chúng ta vui vẻ mà sống có khi qua năm chúng ta phát đạt. Còn cái người mà quá cực khổ mà cứ nghèo hoài, vậy đừng có làm nữa. Thử coi sao. Bây giờ như Đức dạy quý vị nè, làm hoài không có thời gian đi đâu mà cũng nghèo à. Vậy giờ đi để đi. Kiếm chỗ đi mà phù hợp. Ai kêu quý vị đi chơi? Đang nghèo rồi tiền đâu đi chơi? Đi chùa. Trời ơi. Đúng không? Chùa là tổ ấm ta về. Về đây. Về đây sẽ có nụ cười. Đúng không? Lam lũ cực khổ hoài. Có nhiều người mình rủ đi chùa, họ nói bạn. Tới Tết cũng bạn, ngày nào cũng bạn. Bây giờ bà khỏi bạn nữa thử coi nói sao. Bà khỏi bạn đi đâu nó mát thì sao, đúng không? Nó tùy quý vị nghĩ sao nghĩ. Bạn hoài nó nóng nực khó chịu, khỏi bạn cho nó mát mẻ. Đúng không? Nên từ nơi đó mà giảm bớt việc lại, để cho nó nhẹ nhàng. Rồi mình tìm cái nơi mà có nhiều cái nhân tố để tích tụ năng lượng, để phát huy được cái tiềm năng có sẵn của mình mà nó đang bị chướng che. Thấy không? Quý vị biết cái người mà thường cười á, là họ có một cái năng lực cười. Năng lực cười này là nó tồn động, dư dạ. Nên đụng cái là cười. Đụng cái cười liền. Còn có những người là họ không chịu tập cười, mà họ cứ chờ cơ hội để cười. Đừng có chờ cơ hội. Cơ hội là tự mình cho mình. Nhớ nha quý vị, cơ hội là chính mình cho mình,
Bây giờ không ai cười với mình và cũng không ai tạo cái nhân tố cho mình cười, vậy thì bản thân mình tự nhìn vô tấm gương, nhìn mình giống bà khùng mà cười. Nếu không nhìn giống như là bà trợn vậy đó, cười cơ cơ vậy được không? Có nhiều người nói ủa chị, lúc này em thấy chị không ổn định, bộ làm ăn không được rồi chị, làm như bị chạm dây thần kinh hay sao? Sao đi đâu cũng thấy chị cười mình? Viết rồi em thấy em cũng hơi sợ. Sao cái mình nói vậy nè? Nói à, tại em không có cảm giác này. Cái cảm giác này giống như uống nước nóng lạnh tự biết em ơi. Không, cái cảm giác á, cái cảm giác mà sung sướng và khổ đau thì giống như uống nước nóng lạnh tự uống tự biết quý vị. Không ai hiểu được nguyên lý này đâu, đúng không? Ví dụ như cái cô này từ xưa tới giờ không có chồng, bà không bao giờ biết được cái cảm giác lên xe bông là như thế nào, hiểu không? Rồi xong á, bà từ cái bước lên xe bông bà vui, rồi bà khổ vì cái chuyện chồng con thì bà mới nếm được từ vui và tới khổ. Cảm giác quý vị, nghe không? Vui khổ. Còn cái bà này chưa bước lên xe bông gì hết thì bà tự nhiên bà thấy bà không biết cái gì những điều đó là như thế nào. Bà khó thế nào lãnh nhận được quý vị. Nên cuộc đời con người có vui có khổ. Và cuối cùng chúng ta hãy tự hỏi lại mình rằng tất cả cái vui cái khổ đó tồn động lại cho chúng ta cái gì, đúng không? Tồn động lại cho chúng ta cái gì trong cuộc đời này? Chỉ có hai loại mà chúng ta cầm theo. Một là thiện, hai là ác. Chị chọn đi. Cái tâm quý vị thiện thì sẽ cầm thiện đi, cái tâm quý vị ác thì cầm ác đi. Hai loại tâm này quý vị đang mỗi ngày song song mà cùng tạo. Nên mới dùng câu A với Đạo Phật để khai thác được cái tâm thiện quý vị. Dùng câu A với Đạo Phật để dẫn đường, để khai thác cái tâm thiện, để cái thiện tâm nó phát nhiều, ác tâm thì thụt lùi lại. Nên chúng ta cần phải mỗi ngày nghe Pháp, cần mỗi ngày nghe Pháp. Giống như có cái cô này biết nhận đức được 7 năm, nghe nhận đức giảng 2 năm. Cô thấy nhận đức giảng cứ thường nhắc tới nhắc lui vài câu. Cô nói vậy, cô đi tìm chỗ khác cô nghe. Cô đi 3 năm sau, xong cô quay lại gặp nhận đức. Thì cô thấy rằng 3 năm sau chùa mình quá phát triển. Rồi Nhật Đức hỏi cô, trong vòng 3 năm cô đi vòng vòng đó cô được cái gì? Cô nói được rất nhiều thứ nhưng mà không làm được thứ nào. Giống như làm rất nhiều loại bánh mà không ăn được cái bánh nào. Vì có thu nhập không quý vị? Không. Xong cô hỏi Nhật Đức là trong vòng 3 năm nay thầy làm thêm được cái gì? Nhật Đức nói rằng chỉ có một câu Phật hiệu tiếp tục mà nói hoài, và làm thì quá nhiều việc. Tại vì một câu Phật hiệu nó bao gồm hết trơn rồi. Người học đạo quan trọng là khai thác được tâm giác ngộ thôi. Mà chữ giác đây là chữ Phật. Quý vị biết rằng là cái tự tánh Phật chúng ta nó viên mãn, nhưng mà do gì bị trước là từ tham sân si ích kỷ nho mọn, buồn giận người để trong tâm chặn lại hết, nó bao từng lớp từng lớp từng lớp từng lớp lại. Nên Phật tánh chúng ta nằm ngủ yên trong đó. Nên mỗi ngày chúng ta niệm Phật A Di Đà để làm gì? Niệm Phật A Di Đà đang nhờ quang minh của ngài soi gọi phóng quang
soi gọi ngay cái phật tánh của chúng ta, để cái vô minh che chướng kia của chúng ta giảm bớt đi, để phật tính chúng ta tỉnh lại và phát triển. Phật tính trong tâm của chúng ta có đầy đủ trong tự tánh, nhưng nằm im trong đó. Nói là có viên mãn nhưng không có dùng được. Chúng ta đa phần dùng những cái tạp tánh và ma tánh không à. Còn Phật tánh mình lại không phát triển được. Ông Phật tánh mình bị ngủ yên nằm trong đó. Vì sao? Vì cái vô minh che chướng tham sân si quá nặng nề. Tuy là tu và tu nhưng lại không dùng được cái phương pháp để phát triển Phật tánh. Trong vòng mười mấy năm chờ những đức niệm Phật, nhờ Đức Phật A Di Đà tu đã thành, nhờ bổ nguyện của Ngài phóng quang soi gọi vào Phật tánh của chính mình, nhờ như vậy mà Phật tính của mình hơi phát triển lại. Nhớ nha quý vị, tự mình mà tu mà để phát triển Phật tính của mình, quý vị không làm nổi đâu. Pháp môn tịnh độ là pháp nhị lực, nên chúng ta chỉ có tín nguyện niệm Phật. Pháp môn tịnh độ này tinh qua thiện căn, tinh qua nghe. Nhưng mà Đức Thích Ca Mâu Ni cũng dùng cái thấy cho mình, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Tinh qua nghe, thấy được là dòng chữ trong kinh Đức Phật nêu. Nên người phải thiện căn dày thì người này mới chịu tin. Nên Đức Phật kêu tôn giả A Nan đảnh lễ về phương Tây, thì thấy được thế giới Cực Lạc, thấy Phật A Di Đà. Tụng kinh Vô Lượng Thọ có cái chương kinh đó đúng không? Khi đọc đến đây thì mình sẽ tin 100%, tin có thế giới Cực Lạc, tin có Đức Phật A Di Đà. Ví dụ như bây giờ mỗi một người mình, họ không có thiện duyên đó, họ nói rằng thế giới Cực Lạc đâu, mấy ông niệm Phật hoài có thấy Phật A Di Đà không? Nói chuyện theo cái kiểu mà không có thiện duyên thì chúng ta đi bàn cãi làm chi cho nó mệt. Người không có thiện căn, người không có cái duyên này, quý vị hãy để chư tổ sư giải thích cho họ nghe. Mà càng giải thích thì họ càng chướng che. Tại vì sao? Vì họ nặng quá. Nước đã đục rồi thì đổ vô thêm cũng đục. Nên từ nơi đó mà khó lắm. Thí dụ như những bài giảng của những đức coi bằng niệm đến cùng, có mấy người cứ đẩy vô bình luận cái việc gì? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tự tánh là Phật. Những đức nói, nội mà học Phật mà đưa cái đoạn văn vô không là thấy người này là người không biết học Phật là gì. Vì sao? Vì người ta đang khuyên người niệm Phật, mình cứ là vì tán thán niệm Phật. Quý vị là người thật sự khôn trong cuộc đời này. Nói mà cái duyên người ta chia sẻ Phật Pháp mà nhiều người nghe gì thôi. Quý vị không thích nghe thì biến. Đúng quý vị? Quý vị nghĩ đi, đi chọt cái mỏ vào mà bình luận không phải làm chi vậy? Để cho người ta ghét quý vị chứ làm gì? Bây giờ quý vị có làm được như những đức không? Đúng không? Nói đây là nói kiểu thế gian, độ thế gian đó. Tại vì thế gian dùng hình thức mạnh nhất để hơn nhau, đạp nhau mà sống. Tôi cũng đã dùng hình thức đó, bị bằng tôi không? Đúng quý vị? Bây giờ nhiều người nói rằng ông ngồi chỗ, ông ngồi đó người ta đem lại cúng. Quý vị đi tu ngồi chỗ đi cho người ta cúng. Tại sao vì em đi làm chuyện giống những đức đi? Nếu mà nói về bản lãnh ngoài đời, những đức cũng là một thanh niên ăn chơi, tự làm tự xài. Tôi từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng dựa vào ai để kiếm chén cơm. Dù nghèo thì nghèo nhưng mà tôi chưa bao giờ xè tay xin ai một cắt bạc nào cả. Tôi là người mượn tiền là dám trả tiền, chứ chưa bao giờ quỵt nợ. Thật sự luôn.
nghèo nhưng mà chịu chơi. Từ ngoài đời tôi vô trong đạo, tôi cũng ăn ba buổi cơm, tôi cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, đúng không? Nếu ai muốn nói tôi lỡ đây, cứ lỡ đây gặp tôi mà nói, đúng quý vị? Quý vị coi Tết quý vị còn đi vòng vòng chỗ này chỗ kia bị chơ. Tôi ở trong chùa, ở trong phòng, không bước ra ngoài. Vì làm giống tôi đi, tối xuống thì tôi nói chuyện cho người ta nghe, làm cho người ta cười. Quý vị làm đi. Một người vợ còn chưa làm cho vợ cười được mà, đúng không quý vị? Đó. Nên từ nơi đó nói nhiều chi. Ví dụ như người ta chia sẻ Phật Pháp, đông người nghe như vậy, mình không thích nghe, biến. Đúng quý vị? Tôi đâu có nhớ mặt ai đâu. Quá đông mà có biến vài người tôi cũng không biết ai chứ. Và tôi cũng đâu có gần gũi nhiều người. Ai đến với tôi thì vui, không đến thì cũng vui. Vui mà sống quý vị. Đó, nên từ nơi đó có cái ông này, ông bình luận hôm nay sáng mùng 1 Tết vừa thấy cái mặt là thấy ghét rồi. Có cái bà kia bà nhào vô bà bình luận liền: bạn nói mặt người ta thấy ghét bạn, cái mặt của bạn biết làm sao? Thì thấy chưa, dạy thấy ghê. Như những đức như cô kia cũng khò khỏi cần nói câu gì để cho họ tự thấy cái mặt của họ. Tại vì sao? Quý vị ơi, trong cái cuộc đời này sống thì nhân vô thập toàn. Quý vị có thể bao nhiêu người quý những đức, mà có những người họ cũng không chấp nhận. Việc này là bình thường, đúng không? Nên những đức có thường khuyên quý Phật tử của mình, quý vị hãy duy trì chính quý vị, đúng không? Cách nay 10 năm về trước, rất nhiều người nói những đức phản. 10 năm về sau, những người đã đến tìm những đức. Hãy chờ 10 năm sau đi. 10 năm đó khởi đầu, tôi đã chờ 10 năm sau để quyết định. Nếu như lúc ban đầu đó tôi bị mấy cái câu kích thích tôi như vậy, tôi chạy về tôi tìm lại, thì 10 năm sau tôi không có ngày hôm nay, chắc chắn quý vị luôn, đúng không? Nên con người sống trong cuộc đời này có mục tiêu vô cùng chuẩn xác. Hãy chọn mục tiêu chuẩn xác mà đi, vì quý vị mới có cơ hội thành công. Dư luận trong cuộc đời này thật sự quý vị, nó có hai mặt. Nó có cái kích thích quý vị phát huy, và nó có cái làm cho người yếu đuối bị hạ gục. Tỷ vị thôi. Quý vị ơi, chúng ta mỗi một con người tự làm tự kiếm cơm ăn, không ai cho cơm mình ăn cả. Chúng ta cũng không cần thiết những lời nói của họ làm mình phải đau buồn làm gì, đúng quý vị? Đó. Có cô này cô làm gái, cô tìm đến những đức. Cô nói: thầy ơi, khi con nghe thầy giảng, con thấy rằng cái nghề của con tội lỗi quá. Như đứa hỏi: nghề cô nghề gì mà tội lỗi? Dạ làm gái. Những đức nói: cũng cái nghề mà. Có những người thì dùng sức để làm việc về tay chân, thì cô cũng dùng sức để chịu đựng, cũng là một cái nghề. Bao nhiêu con người trong cuộc đời này dám làm cái nghề như cô, bao nhiêu người. Nên cô cũng là người vô cùng cường khôi, gan. Nên từ nào đó, nếu bây giờ cô nghe những đức giảng, cô thấy cái nghề đó là không tốt, thì cô làm nghề khác đi. Còn nếu như cô thấy cái nghề đó mà tốt, thì cô tiếp tục mà làm, không có gì cả. Những điều những đức chia sẻ để cho những người đừng làm nghề đó. Còn nếu cô làm nghề đó, cô thấy nghề đó là thích, thì cô cứ làm đi.
Có một cô đến tìm thì Đức nói rằng: thầy ơi, con nghe thầy giảng con thấy con có tội ghê. Nhưng Đức hỏi: cô làm cái gì mà có tội? Cô là lấy chồng ta. Nhưng Đức nói: lấy chồng người ta là tội, tội gì? Cái tội là tội cái bà kia không biết giữ chồng. Bà không có bản lãnh giữ chồng người ta, của bà. Bà chỉ có một người chồng, cô chỉ có một thằng chồng, ông chỉ có một con vợ, mà không biết giữ để cho người ta lấy. Lỗi là tại mình. Tại mình sao mà để cho vợ và chồng mình bỏ mình? Đúng quý vị. Bây giờ bao nhiêu người sống với những đức, ai thích bỏ bỏ đi. Vô cùng là đặc biệt, có gì đâu. Bây giờ cô nghe như Đức giảng, cô thấy cái việc này của cô làm là sai, đúng không? Thì cô sửa. Còn tất cả những người đi lấy chồng, ta thấy cái việc đó là ngon lành, đặc biệt, thì cứ lấy. Nếu như quý vị có bản lãnh thu hút, đúng không? Thì quý vị cứ làm đi. Rồi đến một ngày nào quý vị tỉnh ngộ rồi thì quý vị quay đầu. Nó đâu phải dễ đâu quý vị. Bây giờ quý vị tự nhiên ngồi đây nhìn Đức kêu quý vị đi lấy chồng ta được không? Thì đâu có làm. Vì quý vị đâu có cái nhân đó và quả đó mà làm. Còn những người như vậy là do người ta có nhân quả, nhân duyên, nghịch cảnh gì trong cuộc đời này. Chứ người phụ nữ nào muốn lớn lên có chồng rồi mà đi cặp người khác, có ai muốn không quý vị? Đúng không? Đâu muốn đâu. Mà tại sao có những người như vậy? Vì nhân duyên nghịch cảnh gì của người ta. Bây giờ mình giảng gì người ta làm gì nè. Cái người mà tạo nghiệp đó người ta làm gì nè. Thì người ta mới kết mình. Thì kết mình mới dẫn người ta đi từ từ. Đi ra. Đúng quý vị. Đầu năm đầu tháng chúng ta cỡ mở ra, cỡ ra hết đi. Cỡ cho chuỗi lũi hết đi. Cỡ quyền não tham sân si chuỗi lũi đi. Lột ra. Đó. Được không? Quý vị. Cái môn giảng này mà làm cho người ta mê nè. Không phải giỡn đâu. Quý vị thấy trong Phật Pháp đó, cái người mà nói là người này tu không được, kẻ này tu không được. Đức Phật chưa bao giờ nói rằng ai mà tu không được hết. Chỉ có cái vị chưa đủ duyên thì chưa gặp Phật Pháp thôi. Chứ đã là giáo pháp của Phật, tại sao Đức Phật đưa ra 84.000 pháp môn? Vì trong 84.000 pháp môn là 84.000 cái phiền não của chúng sanh. Duyên chỗ nào thì tu cái đó. Mọi cách làm cho mình giác ngộ. Pháp hủ hé quá trời. Con làm mình cũng háo hức quý vị. Không, háo hức. Sống trong cuộc đời mà. Không? Sống trong cái cõi sống động mà quý vị. Bây giờ quý vị sống trong cõi này mà quý vị không sống động là quý vị sống nó trở thành sống chết. Chiếc xe mà không chạy để lâu ra đề có khi nó cũng không, nó không có chạy cái máy lên, đúng không? Còn con người mà nằm hoài khỏe cũng thành bệnh. Nên con người cần phải sống động lên. Đúng quý vị. Nghèo tiền nghèo bạc chứ đừng có nghèo nụ cười. Bây giờ thí dụ như bây giờ cha mẹ của mình có làm sai cỡ nào sai, còn chúng ta là làm con, chúng ta phải sống cho tốt. Đúng quý vị. Chứ giờ cha mẹ của mình làm sai mình đi buồn. Cái chuyện của cha mẹ là chuyện của cha mẹ. Sự tư duy, cái nghĩ của cha mẹ
chúng ta làm con, chúng ta chưa hiểu được cái việc suy nghĩ của cha mẹ. Chúng ta đừng nên đặt vào cái đó để tự bản thân mình đi mắc cỡ với xã hội, rằng cha mẹ tôi như vậy, như vậy, như vậy. Có người nói với mình, cha mẹ mà như vậy, như vậy, như vậy. Nói, bạn ơi, chúng ta làm con, chúng ta cứ sống vai trò của mình đi. Đúng không quý vị? Còn chuyện của cha mẹ là chuyện của cha mẹ. Nếu như quý vị là thật sự người có năng lực, dù mấy đời gia đình quý vị có cái gì đi chăng nữa, thì người ta cũng tiếp nhận quý vị. Đòi hỏi là gì? Đòi hỏi cái lối sống quý vị. Thí dụ như bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị, vì đi đoạn đường từ ở Vũng Tàu dài lên tới đây, thì cũng có những đoạn đường nó rất là bằng phẳng rộng lớn, nhưng có những đoạn đường nó cũng nhỏ hẹp, có những khúc đường cũng có ổ gà. Như vậy thì gia đạo của người ta mấy đời dù có sai gì đi chăng nữa, nhưng mà tới đời người ta đúng thì nó là đúng. Đúng không? Nên Đức Phật khi mà luận bàn với Bà La Môn Giáo thì mới nêu lên rằng gia đạo mấy đời đều là bậc trí thức. Thì cái ông Bà La Môn Giáo nói rằng gia đạo của cháu tôi là ba đời đều là trí thức, nhưng mà tới đời cháu tôi nó lại là một tên ăn nhậu bê tha. Gia đạo từng đời có học thức cũng chưa chắc là gia đạo tốt đến đời sau này. Còn có những gia đạo từng đời sai, nhưng mà tới đời của con cháu này sinh ra đời, ai biết được ông bà tổ tiên người ta đã gây dựng cái phước duyên gì, nên con cháu người ta ba bốn đời sau mới phát triển. Đúng quý vị? Có những người tạo phước thì một đời này là hưởng phước, có những người tạo phước ba bốn đời sau mới hưởng phước, có những người tạo tội đời này lãnh tội, có những người tạo tội ba bốn đời sau mới chịu tội. Vì sao? Vì người tạo phước mà ba bốn đời mới hưởng phước là vì tội của họ dày, nên phước phải có thời gian đi qua tội, nên lâu. Đời này tạo tội ba bốn đời mới chịu tội là vì phước họ quá dày, nên tội này phải đi qua phước có thời gian lâu, biển chăng chặn lại, nên qua lâu quá mới phát tội ra. Đúng không? Nên từ nơi đó mà mỗi một con người khi nghe đạo phải hiểu nguyên lý này. Không phải là tạo tội không có tội, mà là nó chưa đến. Không phải là tạo phước phước chưa đến, phước không có, mà là nó chưa đến. Chúng ta phải công nhận rằng bây giờ chúng ta chửi ai là chắc chắn cái chửi này sẽ quay lại với mình 100%. Quý vị lấy chồng ai thì chắc chắn nó sẽ quay lại với quý vị. Quý vị sẽ bị lấy chồng. Quý vị lấy vợ ai thì chắc chắn quý vị sẽ bị lấy vợ lại thôi. Nhưng bây giờ nó chưa đến, không phải là không có, chắc chắn sẽ có. Nhân quả thông ba đời. Nên trong nhà Phật có câu nói hay: muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Đúng không? Xin tì cho uống miếng nước. Mấy ngày nay đau cổ. Chầm miếng sẵn. Nên mỗi một con người khi nghe gì đó quý vị, quý vị thông tâm, nhưng mà quý vị có thông được không? Đúng không? Nghe là thông tâm đó, dễ hiểu, nhưng quý vị có chịu hiểu hay không? Đã là vai trò làm là phải làm cho tốt thôi. Còn ai hiểu bao nhiêu, ai làm bao nhiêu, đó là chuyện của họ. Xin thưa quý vị, những đức học Phật mười mấy năm, lợi ích không thể nào tưởng tượng được. Có những người học Phật mười mấy năm không có lợi ích gì cả. Phật Pháp rất là đặc biệt, tùy theo cái góc độ tư duy chọn lựa của bạn. Bạn có thể học và nhận thức được, bạn có thể làm phù hợp được thì bạn được lợi ích. Còn bạn học mà bạn bị chướng che, bạn cứ lo trước lo sau, lo được lo mắt, không có mục tiêu nhận thức thì bạn không có kết quả.
Quý vị coi, những Đức thường nói câu gì? Một thanh niên ngoài đời, một mình tự làm tự sống, tay làm hàm nhai, mà tay ngưng thì hàm chu mỏ. Nhìn đốt. Thấy chưa? Vậy mà chỉ có học Phật thôi mà bây giờ làm bao nhiêu chuyện. Bây giờ quý vị coi, những Đức dẫn là nói những Đức là người hư hỏng sai quấy. Vậy quý vị có tiếp nhận như Đức không? Bây giờ tất cả những người hư hỏng sai quấy, hãy nhìn từ ngay những Đức mà làm giống những Đức đi. Đúng quý vị? Còn quý vị là người không có sai quấy gì cả. Vậy thì quý vị cũng coi quý vị có làm như những Đức không? Rất rõ ràng đúng không? Bây giờ nói phải gì tự hào quá. Quý vị cứ nghĩ đi. Bao nhiêu người cha, bao nhiêu người mẹ ở đây những Đức nuôi mà vui. Quý vị chỉ cần làm giùm cho những Đức là tại nhà quý vị. Nếu như quý vị có nuôi cha, nuôi mẹ quý vị, vì nuôi vui giùm cho những Đức đi. Cha mẹ ruột quý vị thôi đó. Thấy không? Nên từ nơi đó thì cái điều này mình nhận thức là sẽ nhìn ra liền. Nên quý vị thấy Phật pháp hay chưa? Quá hay. Quá tuyệt vời. Pháp môn tịnh độ số 1. Phật A Di Đà số 1. Thế giới cực lạc số 1. Phật tử chùa hộ pháp số 1. Còn tôi số 0. Không cộng một. Từ nơi đó. Bây giờ mình nói ta số 1 là thấy ta thích liền quý vị, thấy chưa? Quý vị cố gắng Tết năm nay phải số 1 nghe. Hồi nãy gặp cái cô kia, cô cứ nói thầy con niệm Phật hoài mà sao con cứ làm sai hoài hả thầy? Nó buồn gì đâu, cứ niệm Phật hoài mà nó cứ làm sai hoài, nó cứ sân si hoài, nó cứ đi nhiều chuyện chỗ này chỗ kia hoài. Rồi thấy chồng người ta đẹp trai mà cũng phái nhìn kỳ cục cái ghê. Xong những Đức nói nó sai chỗ nào nó thì điều chỉnh lại. Quý vị nhớ, cái nghiệp của chúng ta nó nằm trong cái thức thứ 8 đầy. Quý vị bích chỗ này nó xì chỗ kia, bích chỗ kia nó xì chỗ nọ. Cái nhiều chuyện nhiều điều của chúng ta không phải mới có một đời này đâu quý vị, là quý vị. Cái loại bệnh này là cái loại bệnh nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị ơi. Hiểu không? Nhất là cái bệnh nhiều chuyện dành cho mấy nàng là nhiều lắm. Mấy nàng nặng nề về cái bệnh này dữ lắm. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó thì mấy cô cứ yên tâm. Phật A Di Đà ngày hứa ngày rước, các cô là ngày rước à. Các cô chỉ cần niệm Phật là ngày rước thôi. Không? Rồi nếu cảm thấy nhiều chuyện mà tốt thì vui thì cứ nhiều chuyện. Không mà có khi đi nhiều chuyện mà vui vị. Lạ vậy đó. Khi là ở đây đông đông này, bây giờ kêu ngồi niệm Phật xuyên suốt đi thì buồn. Nhưng mà 4-5 người tập trung để đi nhiều chuyện thì vui. Có không quý vị? Đã thấy chưa? Thì rét đó không? Đánh ngay tâm lý mà. Vậy thì mấy chị cứ nhiều chuyện. Nhưng mà nhiều chuyện chứ của một cái nhóm mình á, ngồi nói cho nhau nghe và bình tĩnh tư duy. Tư duy những cái điều nhiều chuyện đó, có khi một ngày nào có bị bể xô không? Nhớ không? Hãy cẩn thận. Còn một ngày nào bể xô thì lúc đó tỉnh ngộ. Họ
họ nhiều chuyện hoài mà chưa có chuyện xảy ra. Bây giờ mình có nói đáng sợ cỡ nào thì họ cũng chưa có sợ. Tại vì sao? Vì chưa có bể số nhiều gì. Nên á, không mà chúng sanh mình nặng lắm quý vị. Nặng lắm. Giống như có hai cô này đi chung với nhau. Một bà thì đẻ ba đứa con, bà thì chưa từng đẻ. Thì cái bà mà đẻ ba đứa con mới nghe những đức giảng gì đẻ đau, bà nói công nhận thầy nhận hay. Giảng gì đâu mà hay, gì đâu mà chèn ơ chị. Tôi nói thiệt chứ tôi kết ông thầy này gì đâu mà tôi kết. Bằng đêm tôi ngủ mà tôi nằm mơ tôi thấy ổng. Kết đến mức gì đó quý vị. Quá kết rồi. Gặp ông mừng dữ lắm. Còn cái bà kia đi chung mới nói nè, giảng cái gì đâu mà hay, tôi có thấy đau gì đâu. Thì cái bà kia mới nói, bà có đẻ đứa nào đâu biết đau. Bà đồ lao vậy. Tôi nè, tôi đẻ ba đứa tôi biết đau nè. Bà có đẻ đứa nào đâu mà bà biết đau. Thầy cũng giảng hay lắm, giảng đúng lắm. Mình giảng gì khổ gì chồng, cái bà kia bà đâu có chồng. Bà không có chồng, không có con gì chứ. Nó nói thầy giảng hay ho gì. Bà kia nói thầy giảng hay dữ lắm. Giảng đúng bon nè. Em nè có chồng. Từng hạnh phúc, từng khổ đau thầy giảng y bon luôn. Đẻ đau lắm. Chị không có cảm giác gì, chị hồi đó tới giờ có thằng nào ngó chị đâu mà khổ. Thấy chưa? Nên từ nào đó quý vị biết rằng là Phật Pháp độ người có duyên. Nên mình giảng về vô thường khổ đau là cái người ở trong cuộc đời này đa dạng khổ nên nó duyên nó mới dày. Nhớ nha quý vị. Đó. Nên mỗi một người mình nghe Phật Pháp á, quý vị dùng Phật Pháp đi tiêu khiển thời gian, tốt. Những đức cũng siêng giảng, quý vị cứ lấy đó mà tiêu khiển thời gian. Cứ tiêu khiển đi. Nghe làm hay không làm gì cũng tốt, vì nó cũng nằm trong A Lại Gia Thức quý vị. Khi nghe những đức giảng á, sau này những đức không giảng nữa thì có người khác giảng. Thì lúc đó mỗi một người quý vị khai thác được trong cái tiềm thức quý vị ra, nhận thức được thì lúc đó tự mình sẽ hành trì. Ví dụ như có những người bây giờ mình chia sẻ Phật Pháp đi, người ta nghe chưa đúng ngay người ta, ta nói thầy giảng thấy ghét. Nhưng mà 5-10 năm sau người ta lại nhớ lại, 10 năm, 10 mấy năm về trước thầy đã giảng một chữ quá trời, 10 mấy năm nay mới biết. Cậu ông này không giảng y ren gì chị. Đó. Nó có thời gian quý vị ơi. Không mà có mấy có mấy bà cũng không? Chứ gặp mà mình ở đây mà mình la mà kiểu mà la lên cái mà ở dưới ngồi, mình la cái mà ở dưới kiểu mà khang khang tiếng la không nổi, không có năng lượng. Kiểu mà mình ở đây mình chia sẻ Phật Pháp mà ở dưới mà làm sao mà quý vị chia sẻ Phật Pháp nổi. Thấy chưa? Nên làm sao không biết mà thấy cười là ngon quý vị. Nghe không? Người ta bỏ thời gian tết nhất đi đến chùa, dù cỡ nào cỡ người ta cũng có nụ cười năm mớp, đúng quý vị? Đi nhìn qua đây chút ngay, ngồi tốt trong kẹt tội nghiệp cái ghế. Không có những người quý vị biết rằng cũng tội nghiệp lắm, nói là cứ nghe thầy giảng hoài
cứ nhìn thầy không mà chớ thầy thì nhìn cái thấy cũng buồn quý vị. Cứ nhìn ngay mặt tiền không, thấy không? Bây giờ tuốt mấy người ở phía sau, bây giờ mình cũng chào mấy người phía sau nha. Chào người bên phải nghe. Chào người bên trái nghe. Chào mấy người tùm lum nghe. Chào những người đang ở chỗ nào đang ngồi một mình nghe nghe không. Chúc quý vị an lạc vui vẻ nghe. Thấy không? Vui không? Đó. Vì thấy truyền tải Phật pháp đâu có văn tự gì cao siêu đâu. Bởi vì có nhiều người, người ta nói những đức rằng ông thầy đó giảng pháp mà giảng cái gì? Có Phật pháp gì đâu. Có Phật pháp quý vị? Có. Vì có Phật pháp mà. Đó. Quý vị coi á, có nhiều người ta nói những đức là gì? Ông thầy không có oai nghi. Mà quý vị thích phải không? Bây giờ ai thích những đức đưa tay lên coi. Cảm ơn nghe. Thì thấy chưa? Người ta thích như vậy mà. Tự nhiên giờ kia người ta có quay nghi, người ta không thích rồi sao? Quý vị ơi, chúng sanh của mình là thích gần gũi, hiểu không? Mà cái quay nghi giới luật trong nhà Phật không phải là như quý vị nghĩ mà khi áp dụng mà xa cách đâu. Sai rồi. Thấy không? Nó chữ quay này á, là trước mọi người cảm thấy quý trọng người giảng pháp. Thấy không? Nó chữ nghi này là nghe lời của Phật dạy phải chỉ niệm Phật. Thấy không? Thấy không? Quay nghi là gần gũi vậy đó. Lấy cái gần gũi nhất mà chỉ người ta, chứ không phải là quay nghi là đầu năm đầu tháng về đây tu tập cố gắng niệm Phật, cố gắng hiếu với cha mẹ của mình nữa. Cố gắng xong cho tốt nghe không? Cố gắng ăn chay niệm Phật nghe không? Không, như Đức làm sao cũng mắc cự với quý vị, đúng không? Nó, nhưng mà nếu thật sự mà nghiêm thiệt như vậy, không có nụ cười gì hết, không tạo duyên gì hết, đố mà mùng 2 Tết mà người ta lỡ đây đông gì dữ dẫn chưa, đúng không quý vị? Nó, nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng cái quay nghi giới luật trong nhà Phật dạy là khi bị áp dụng là gần nhân sinh. Vị coi tất cả chư tổ sư đi, các ngài gần gũi nhân sinh lắm. Đại lão Hòa Thượng Hư Văn, ngài là bậc á, như là tổ sư của thiền tông, nổi bậc như là bậc tổ sư. Ngài đức hạnh lớn vô cùng. Có một lần ngài Tam Bộ Nhất Bát, có 4-5 người đi, xuất gia cũng cùng đi với ngài, đi cùng lại núi. Chắc lại cảm Bồ Tát Quan Âm hay sao? Bồ Tát Quan Âm thì hiện ra một nàng con gái đẹp, cầm một chiếc quạt đi. Người con gái đó tung tăng chạy đến một dòng sông. Thì ngài Hư Văn và thêm 5 người tăng nữa sẽ đi qua con sông vô cùng đơn giản, dễ đi. Người con gái này bước đến, ôi sợ quá, ôi sợ quá. Nước sông chảy quá. Ơ, tôi sợ nước lắm. Cái chân vừa đụng xuống nước cái, ơ, sợ nước lắm. Ta là con gái mà ta sợ nước quý vị.
sợ nước lắm. Vì ở dưới nước không biết có con gì hay không. Sợ nước. Ơi mình diễn vậy vui quý vị. Được không? Sao quý vị biết rằng thì bắt đầu là nhìn qua bên kia, à, có ai không? Có ai để mà giúp mình đi qua sông hay không hả? À, à, có những người xuất gia. Người xuất gia chắc là từ bi lắm. Lỡ năm người tăng kia nhờ: bạch thầy, mẹ con đang bệnh ở bên kia, hồi nãy đi qua đây có đò, bây giờ đò đã về rồi, bây giờ con mua thuốc xong, nhưng muốn qua sông lại sợ nước, xin thầy đưa con qua sông giùm. Thì năm người tăng kia đây: Mô Phật. Bằng tăng là người tu hành không thể nào gần nữ sắc được đâu, chạm vào một cái phạm giới. Năm người tăng này lội rẹt 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 đi qua sông. Ngài Hư Văn đi cuối cùng. Cô gái bước đến gặp vị tăng là Ngài Hư Văn: bạch thầy, xin thầy giúp con qua sông, con rất là sợ nước lắm. Thấy chưa? Oh, sợ nước. Ngài Hư Văn nói: được rồi, được rồi, được rồi. Không? Đây. Cô Hải, leo lên lưng ta đi. Thấy chưa? Rồi Ngài Hư Văn, Ngài cổng cô gái qua sông. Cũng là câu chuyện mà vì thấy người ta kể hấp dẫn chưa? Thấy chưa? Đó. Ngài Hư Văn mà cứ cổng cô gái qua sông. Thì trên đoạn đường cổng qua sông thì cô gái sợ nước mà. Ôi trời, nước. Con rất là sợ nước. Thì bảo quýu Ngài Hư Văn. Ở trên dài phải ôm quýu Ngài Hư Văn. Hai cái chân bắt kẹp vô Ngài Hư Văn. Nó kẹp sát vô. Hai tên ngoéo, hai cái tay ngoéo, còn cổ cứng ngắc. Còn hai cái chân kẹp cứng vô. Thì vì biết cấp đó là nó sáp lá cà cỡ nào. Nó cọ hết vô người luôn. Hiểu không? Thì lúc này mới là lúc mới biết cái cảm giác của vị tăng này tu như thế nào. Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện mà. Hiểu không? Đó. Xong rồi, Ngài Hư Văn, Ngài cổng qua tới con sông, qua bên bờ sông bên kia. Và Ngài Hư Văn, Ngài để cô gái xuống. Và Ngài tiếp tục Ngài lại nè. Thì năm vị kia đang lại, năm vị kia nói nè: tu hành cái gì? Tu hành cái gì mà ổng quanh giấy? Bớt tích quá rồi. Tôn trọng Hư Văn là một bạch cao tăng tu hành đắc đạo. Đi lại núi nên ta mới đi lại thèo. Nhưng không ngờ Hư Văn rảnh là con người như thế. Vì không có tu hành gì hết. Gặp nữ là tâm tất. Thấy chưa? À, năm ông với bạn nhau tức quá. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ chúng ta phải lại đó để nói với Hư Văn tại sao Hư Văn lại làm như thế. Đã là tu hành, đọc được giới lực của nhà Phật giải rồi, mà tại sao lại dám cõng cô gái đi qua con sông như thế ạ? À? Cõng mà còn ôm kính ngắt như thế. Ôm kiểu đó, ai mà chịu cho nổi. Đi coi, Ngài Hư Văn, Ngài vẫn lại bình thường. Ngài đi lại bình thường, năm ông này lại đứng ngay trước mặt hỏi Ngài Hư Văn tại sao Ngài làm như vậy? Tại sao lại cõng cô gái qua sông? Tu hành như thế làm cho đạo Phật bị mất mặt lắm phải không? Ông như vậy là tu hành cái gì? Ngài Hư Văn, Ngài nói rằng cô gái đó đẹp như thế nào, các ông nói cõng cô gái đẹp như thế nào? Ông cõng còn nói nữa. Cõng đi qua sông mà còn hỏi đẹp như thế nào? Tôi cõng cô gái qua sông, tôi để cô gái xuống rồi. Cô gái đã về nhà rồi. Còn ông tại sao lại cõng cô gái lên? Lại cõng cô gái lên. Tôi cõng qua thì để xuống, mà ông không cõng mà ẵm lên. Tôi nãy giờ đang lại Phật, còn ông nãy giờ đang làm bầm. Bộ ông không cõng ông tức hay sao? Có nhiều người cũng thấy những đức bên cạnh nữ đi theo nhiều quá, cũng lo lắm.
Cũng lo không biết chừng nào thầy Nhân Đức rớt đài đấy. Tôi nói chừng nào rớt thì tính sao. An vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Đúng không quý vị? Chuyện chúng ta làm, tự tâm chúng ta biết. Cứ đi chờ người ta ngày nào rớt đài. Có chừng người ta không rớt mà mình rớt đấy. Quý vị, bây giờ tôi đứng hỏi quý vị nè. Bây giờ quý vị bên cạnh Nhân Đức nè, từ trẻ già sồn sồn gì cũng có trong đây hết chứ. Vì đến Nhân Đức nhiều quá. Bây giờ Nhân Đức đâu có đặt mục tiêu được, tại vì nhiều quá. Hiểu quý vị? Vì Nhân Đức không có đối tượng cá nhân. Sợ nhất là ít quá. Không có. Nên khi có rồi cá nhân một chỗ. Hiểu không? Cái này mới nguy hiểm đó quý vị. Nó nên thôi, nói tốt xấu gì cứ lo niệm Phật đi nhé. Câu chuyện ngày Hương Văn mà thấy hay đó quý vị. Thì thấy không, bậc cao tăng đó hay làm chuyện phi thường chưa? Người ta cho đó là bình thường nhưng đó là phi thường. Đạo Phật là từ bi quý vị. Từ bi chứ không phải là từ bí. Quý vị mà từ bí là gì? Từ bí là cá nhân quý vị. Luôn luôn lo được lo mắt, không biết hy sinh bản thân vì chúng sanh thì quý vị là từ bí. Nên Nhân Đức hồi đó giờ nói câu từ bí quý vị nhiều người cũng tưởng đâu Nhân Đức nói lộn, đúng không? Nó thiệt đấy, chứ có nói lộn đâu. Có nhiều người đi tu mà là từ bí chứ không phải từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nên có cái hy sinh mình để mà giúp người và cứu người. Hiểu không? Còn nếu không mình càng tu thì từ bi là cá nhân mình không à. Cái gì cũng lo cũng sợ. Nên có một lần ngài Hư Văn vừa khởi xướng được một cái đạo tràng đông đông lên một chút. Ngài đang giảng pháp, người ta đến nghe đông đông một chút. Thì những ngoại đạo cũng muốn hại ngài. Thì mới cho một người có bầu đi ngang. Cô có bầu đi ngang đi. Ơ sợ ơi nhức đầu quá xôi. Say sắm say sắm. Bây giờ sắp sửa đẻ rồi mà không có chỗ nào đi đấy. Rồi đi ngang ngôi chùa. Đi ngang ngôi chùa đi. Bê qua bê lỡ bê tớ bê luôn. Thì bắt đầu ngày ưu ba ngày thấy ngày nói đệ tử đưa vô chùa. Thì nhiều đệ tử nói thầy ơi thầy, đạo tràng chùa chiền mới phát triển một chút, giảng pháp vừa khai xướng có nhiều người đến, cúng dường chút đỉnh mới có được con bao gạo. Thầy mà đưa con nhỏ này vô nó đẻ mà Phật tử nó mắc tính tâm là cái như chùa cả đám mà đói chết mồ luôn. Xin thầy đừng có nên làm chỗ này nay. Ông đã tu bao nhiêu năm rồi mà tại sao ông còn sợ những cái điều như kẻ phàm tục như thế. Mình là người tu hành, ông phải biết rằng duyên hợp duyên tạng là việc của riêng. Còn ta cứ làm việc tốt của ta, hãy làm đi. Thấy chưa? Duyên hợp duyên tan là việc của duyên. Có khi tan rồi hợp lại còn dữ dằn hơn. Chúng ta đừng có đặt vấn đề nó hợp gì, tưởng đâu nó là quá ghê gớm. Có gì đâu, nó tan rồi mới biết người nào là người tu chứ. Hiểu không? Mỗi ngày nghe hoài, từ từ lâu ngày không thấy chân quy. Thì một ngày nào nó tan biến rồi mới thấy chân quy chứ bạn ơi. Hiểu không? Nhờ. Nên quý vị biết rằng là cho cô đó vô, cô đẻ. Thì nó tung tin ra trong chùa có người đẻ. Xong đẻ xong bỏ đi, để đứa bé nhỏ lại. Ngài Hư Văn thấy đứa nhỏ đói quá, không có sữa bú. Ngài là người xuất gia ẵm đứa bé đi xin sữa. Mỗi lần gặp đàn bà cứ lợi xin sữa. Cứ gặp đàn bà đi xin sữa. Tôi nghe mà đâu phải ai đàn bà cũng có sữa đâu. Phải đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ mới có sữa. Bây giờ gặp ai cũng xin sữa. Cuối cùng lấy đắt, lấy cây liền Ngài Hư Văn. Mà cái đó là phim thôi nhưng mà coi công đoạn nó xúc động ghê. Xúc động lắm quý vị.
Thì ngày ẩm đứa bé đi xin sữa, đi vòng 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 xin sữa bị người ta chửi, bị nói này nói kia quá trời luôn. Cuối cùng cũng xin được sữa cho bé nó dùng. Còn kêu đệ tử ẩm đi, không đệ tử nào ẩm đi hết. Cuối cùng không ai ẩm đi thì ta ẩm đi. Trong khi ngài Hư Văn là bậc cao tăng, quý vị thấy có gì cái danh của mình không? Bỏ luôn. Có sợ người ta mắc tính tâm mình không? Bỏ luôn. Cái này tạo ra mà không bỏ thì làm sao nói là buông xả, đúng không? Khi những đứa ngồi với mấy cô đều thấy người ta cả năm chờ phục vụ Tam Bảo, Tết không đi về nhà, không được đi đâu chơi luôn, không bước ra được chợ hoa một chút luôn. Ở trong chùa không, bản thân mình không nói chuyện cho người ta vui, chụp một hai tấm hình làm cho mấy bà cười mới phải chụp hình, một hai tấm hình đó thôi. Không lẽ không làm được điều này, người ta không có niềm vui gì thì ngày nay lấy sức đâu để phục vụ quý vị đến đây về tục. Họ cũng là những người con gái, cũng như những người con gái ngoài đời vô đây, họ cũng mới tu đây và mới đi cạo đầu. Thì quý vị coi, nếu họ không có niềm vui sao tu? Quý vị cần niềm vui không? Đó. Bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nghe như Đức chia sẻ Phật Pháp, còn họ dưới bù đầu bù cổ dưới đi nấu ăn, dọn cơm, dọn nước, lo đủ chuyện ở dưới. Sáng là nấu mười mấy nồi đồ ăn, cái nồi bự gì nè. Mà trong cái nồi đó có nhiều loại đồ thì cắt gọt tùm lum, nhiều ban để mà kết hợp làm, nó kho nổi cái đồ ăn đó. Mà nhà bếp mà nấu nóng mức không tưởng tượng được. Nếu họ không có niềm vui của nội tâm thì họ nóng nảy như vậy họ làm sao chịu nổi. Họ sẽ tức tối, họ sân si lên được đó, đúng không? Đó. Nên nếu ai cũng là nghiêm, cứng nhắc, bởi vì có mấy người theo. Bây giờ chùa này đông ì ì như vậy, từ người phục vụ, người làm việc mà đông gì là từ đâu? Từ ông thầy ông phải thông tình đạt lý, ông phải vui vẻ làm sao ta mới đến. Có ông thầy ông đến gặp Như Đức nói Nam Mô A Di Đà Phật, xin hỏi thầy Nhẫn Đức, thầy có cái tiệc chiêu gì mà bao nhiêu con người đi theo thầy, bao nhiêu người trẻ tuổi phục vụ cho Tam Bảo chùa chiền, tôi tại sao không có một đứa nào lợn? Nói ông cố gắng ôm kinh giáo đi. Tại vì sao? Học được kinh giáo của Phật để áp dụng cho con người ta. Cái gì mình hành trì được thì bản thân mình cố gắng làm. Còn khi đến với con người hãy nhìn căn tính người ta mà hạ xuống. Đạo Phật từ bi á, Đức Phật đứng trên một cái đỉnh cao cực kỳ cao, vậy mà Đức Phật cúi xuống sát đất để cho quý vị bước lên. Vậy thì mới nói là từ bi. Còn nhiều người chúng ta trong cuộc đời này tạo được một chút danh thôi là đã sợ tổn danh mình rồi. Lúc nào cũng cái gì cũng sợ cái danh mình bị tổn. Chúng ta đến với cuộc đời này có tiền thì phải xài một chút với chúng sanh, có phước cũng xài một chút. Không bỏ con tép làm sao bắt con cua. Hiểu không? Ý bắt con tôm qua nó lộn. Hiểu không? Phải bỏ ra một chút. Hiểu không? Mình đi về chùa mình nghe thầy giảng gì tâm mình cũng rộng rãi lắm. Vậy thì đối với cha mẹ của mình có bỏ bao thư để cúng dường không? Phải làm. Bây giờ cha mỗi ngày nhậu say xỉn, cầm chai rượu đi vòng vòng đi kinh kinh, vậy chúng ta có cúng dường cha mình không? Phải cúng. Cúng dường cho cha mua rượu uống, miễn cha thích là được rồi. Chuyện này là chuyện của cha. Cha thích uống rượu, cúng dường tiền cho cha mua rượu uống. Như vậy thì một ngày nào mới độ cha. Còn nếu như mình nói con giờ con đưa tiền cho cha mua rượu uống có tội, đem tiền thì cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho cha có phước, cái tâm ông hoàn toàn đóng lại, phước ở đâu mà ông có. Ông chỉ trích mà ông tức tối mà ông kênh với Tam Bảo, bị đem của Tam Bảo hồi hướng cho ông sao ông hưởng. Ông phải vui với Tam Bảo thì ông có phước, đúng không? Còn mình là người niệm Phật, mình chuyên tu, bây giờ cha mẹ của mình cũng biết Phật Pháp nhưng mà tạp tu, chúng ta dùng câu gì để đến với cha mẹ chúng ta? Nam Mô A Di Đà Phật, quan hỷ.
Nhiều người cha mẹ cả tu còn không tu kìa. Còn cái này cha mẹ mình vẫn tu, thích học, thích nghe cao siêu. Thì chuyện đó tốt vì cái mảng đó của cha mẹ. Còn bản thân mình thì có duyên với ông thầy đơn giản, thì mình cứ học với ông thầy đơn giản đi. Người ta có duyên với một vị thầy cao siêu, hoặc có những người người ta tu tập, người ta thích đi qua tới nước ngoài, ta tìm những vị cao tăng nước ngoài đồ này kia, ta học, việc đó tốt. Người ta có duyên, người ta đi tìm kiếm mà gặp, tốt. Còn mình lạ thay, mình không thích đi đâu chứ, thì đó là duyên của quý vị, tốt theo kiểu của quý vị. Đúng không? Thật sự mà nói với quý vị chứ, Phật Ấn Độ hay Phật Mỹ, Phật Việt Nam, hoặc Phật Trung Quốc, Phật Thái Lan, Phật nào đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn là Phật tánh giải thoát. Vẫn là một cái nguyên lý giải thoát quý vị ơi. Khi quý vị đi dòng do tam quốc, quý vị tưởng đâu là Phật Trung Quốc nó linh hơn Phật Việt Nam, hoặc là quý vị đi đến Phật Ấn Độ linh hơn Phật Việt Nam. Cuối cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày cười, mỉm cười, ngài nói Phật nào cũng là Phật hết con à. Cái giáo pháp của ta nó truyền tải khắp nơi nơi, chỉ có một mình ta truyền tải. Đi đến Việt Nam thì làm pho tượng giống người Việt Nam, đi qua Mỹ thì làm pho tượng giống người Mỹ, đi đến Trung Quốc thì pho tượng giống Trung Quốc, đi đến nước nào thì hình tượng ta giống nước đó, nhưng tự tánh Phật chỉ có một mà thôi. Quý vị biết nhà Đức giảng vui mà lâu lâu có những câu quan trọng lắm đó. Quý vị mà để ý được thì thấy những câu cực kỳ quan trọng. Đúng không? Quý vị thấy những Đức đi tu mười mấy năm nay, những Đức có đi đâu đâu cũng đào tự tánh Phật ra được gì, mà đào còn sâu nữa. Vì sao mà ở một nơi mà đào sâu vậy? Làm như cái chỗ này có nhiều bà làm nè. Ngộ ghê. Vì sao? Nhưng Đức hỏi quý vị nè, vì đứng một chỗ đào giếng ha, rồi quý vị đào hoài mà không có nghỉ. Còn một người kia đào mấy xuống, xong rồi chạy đi chỗ khác đào, chạy chỗ khác đào. Vậy như Đức hỏi quý vị, ai là người tìm nước trước? Người đầu tiên sẽ tìm nước trước. Cái nguyên lý của nó là gì? Cái mạch nước á, nó nằm ở dưới là mạch nước ngầm, bằng khoảng có nước ở dưới. Đòi hỏi bạn có đào đến mạch nước đó không? Nguyên lý là chỗ nào cũng có nước hết, nhưng nếu bạn kiên nhẫn đào, nhất định có nước. Bây giờ chúng ta, tâm của mình ở dơ thì tướng mình ở dơ. Thấy không? Tâm của mình hung dữ thì tướng mình sẽ hung dữ. Tâm của mình thủ đoạn thì sai tướng đi thủ đoạn. Đúng không? Tâm của mình trộm cắp thì kêu cái tay đi bóc đồ. Tâm của mình háo sắc thì con mắt lau liếm. Chứ sao? Do tâm, tất cả pháp từ do tâm mà thành ra. Như vậy thì tâm là hiện tướng gì? Vậy tâm mình nhớ Phật, làm gì Phật không đến? Đúng quý vị? Mà tâm quý vị có Phật thì tức khắc tâm thiện. Tâm có Phật thì tâm thiện. Rồi cái lúc mình niệm Phật thì bao nhiêu loại tâm, bao nhiêu thứ nó hiện ra trong lúc niệm Phật. Thì tại sao quý vị thiện niệm ác niệm mặc kệ, cứ là niệm Phật đi? Vì quý vị gầy dựng ông Phật để nuôi dưỡng tâm Phật, để phát triển tự tánh Phật. Còn những việc kia cứ để nó tự nhiên nó phát ra. Còn tự tánh Phật cứ nuôi phát triển. Đến một ngày nào ông Phật tự tánh bị bự ra, thì bị nhìn, nghe và thấy Phật rõ ràng. Đúng không? Còn mình mới niệm Phật, tự tánh Phật mình mới hiển lộ có chút xíu, tí tí gì.
Thì bây giờ những đức hỏi quý vị có chút xíu đó, thì bao nhiêu cái vọng tưởng, bao nhiêu cái loại tâm khác nó áp đặt ngay ông Phật nhỏ xíu của chúng ta. Bây giờ chúng ta cần phải bổ túc để khai thác tự tánh Phật ra. Đây là cái quan trọng. Nên 15, 16 năm những đức ở một nơi lo niệm Phật, cứ lo phát triển cái tự tánh Phật, cố gắng niệm Phật thôi. Cứ niệm hoài, niệm lâu ngày những đức niệm Phật trôi chảy. Có nhiều người hỏi những đức, thầy niệm Phật có vọng tưởng không thầy? Những đức nói nhờ vọng tưởng mới siêng niệm Phật. Bây giờ nhà đức hỏi quý vị, có một tên cướp vượt quý vị, quý vị có cố gắng chạy không? Mỗi ngày con sông này bị không dám lội qua, nhưng mà có một tên cướp này nó cầm cái dao biết sao, nó vượt quý vị, nó chém. Bây giờ nhà đức hỏi quý vị, chạy vượt mà nó vượt theo mình chạy mà mình chạy chạy nó chém. Nó chém chém chém, bây giờ nó chém dính anh cắn, anh chém dính cái mông, chém mông, thằng chém kỳ quá, chém chạy cái mông tao rồi, tiếp tục nó vượt theo chém nữa, thì bị chạy cái nào, những đức nói bị chạy bắt sống bắt chết, chạy kinh khủng luôn, thì những đức nói vị nghe, cái thằng mà cầm dao chém với vị đó, nó vượt nó chém đó là vọng tưởng, nhờ vậy, vì mới nhiếp tâm niệm Phật. Nên vọng tưởng sẽ xô đẩy mình đi niệm Phật, thúc đẩy mình phải niệm Phật. Còn bị không niệm Phật thì bị nó chiếm hữu luôn sao? Đúng không? Dâu dư. Nó vượt nó chép, nó vượt nó chép mà đứng lại nó chép mồ luôn. Đúng quý vị? Thì phải chạy thôi. Bây giờ mỗi ngày con dám lội con sông này, bây giờ nó chém quá rồi, giờ mình phải lội, nhảy cho mình bơ lịa đâu qua bên kia. Nó cuối cùng bơi qua rồi, cái thằng cầm con dao để đứng nó cười. Nói chào chị, thường ngày thấy chị không dám lội con sông này, anh thấy tôi giả cướp, tôi vượt chị cho chị chạy, tranh thủ chạy đó lội qua sông. Bây giờ mừng cho chị đã qua sông rồi. Không, cuối cùng quý vị qua con sông mê rồi, thì quý vị đứng bên con sông mê là quý vị qua sông mê, quý vị đứng bên kia là bờ giác, vì nhìn qua vì thấy cái thằng ăn cướp này, ô thì ra cái thằng ăn cướp này là Phật này, mới đáng phải nhớ, đúng không quý vị? Bây giờ những đứa nói cho quý vị nghe, bây giờ chồng vợ con quý vị trong nhà đó là Phật đó. Họ đang thúc đẩy quý vị, họ từ bi quá mà thúc đẩy mình. Vì đi tu về việc vui ở đây, mới nói chuyện vui quá trời luôn, người ta đãi cơm nước đồ vui vẻ, mọi mặt cái gì cũng tốt. Về nhà một cái chồng ơi, đi đâu đó vậy, cái ngày nay đi đâu mà không thấy, làm cho tao con gà cái đi, tao nhậu với bạn bè coi mày. Tôi nói nghe, tôi nói tôi không lẽ bây giờ tôi đi vô chùa, tôi ở trong chùa, tôi vô chùa tôi vui cả ngày nay luôn vậy đó, tôi vô gì nhau cái bồ đề tâm đâu mà tôi ăn dai, tôi niệm Phật vậy mà nó bắt tôi làm gà, hiểu không? Thì lúc này mới nhớ lời của những đức nói, thì ra thì ra thằng chồng của mình là vợ. Mình còn một thích chạy theo cái ngũ dục lục trần để vui vẻ, nên nó làm cho mình đau khổ te tua, nó dập vui cái thân tứ đại của mình te tua tả tơ, thì mình mới muốn xả cái thân tứ đại mà mình nhập vào hoa sen ở cực lạc Tây Phương. Quý vị ngồi suy nghĩ nghe, đó phải không? Có cái bà kia mà bà lại Quan Âm 3 ngày 3 ngàn lại, bà nói
lại về đi xà lai, đi hai hàng về. Vừa về tới nhà, chồng nó ngồi trên cái bộ ghế salon, nhìn vậy nè. Xong đi ngang nó túm 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 đi, không dám đi ba hàng, khép lại đi hai hàng liền, ráng đi qua cái đoạn đường đó để trở lại bình thường. Vậy quá mỏi rồi, vậy mà đi ngang nó vẫn để ý được. Nó kêu: ê, là tao biểu mày đi đâu mấy ngày nay mà bữa nay mày về cái tướng mày đi vô duyên vô dùng, tao thấy mày không có được rồi đấy. Ba ngày nay, bốn ngày nay mày đi đâu mà bữa nay tao thấy mặt mày xanh xao, tướng đi ba hàng, mày lỡ đây. Mày lỡ đây tao khám tử thi nữa coi. Ghê không? Kinh chưa quý vị? Bà nói gì mà? Bà nói tiền ơi, ba ngày lại qua ba ngàn lại. Bằng đêm không ngủ nghe gì được luôn. Cố gắng lại để hồi hướng cho nó. Vậy mà vừa dìa thôi. Mà chưa vậy chứ nó làm gì vậy đó. Nó, nhờ nghe thầy giảng cuối cùng nghĩ thân này tứ đại xả luôn, xả vị coi ghê chưa. Xong thì bà nói đúng là rõ ràng, càng dũng mãnh thêm để quyết chí về cực lạc. Nhân Đức nói với vị nghe, nếu như niệm ấm chăn im thì khó ai cầu sanh cực lạc lắm. Chỉ có bậc mà gọi là đại thiện căn mà trong niệm ấm chăn im mà thấy cái vô thường khổ đau của cõi ta bà. Hiểu không? Từ nơi đó quý vị biết rằng quý vị phải chịu những cái cảnh khổ đau. Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh với Đường Tăng mà còn phải chịu kiếp nạn mà Phật Tổ Như Lai đã bấm tay lên rõ ràng, cuối cùng đã thỉnh được kinh rồi nhưng còn một nạn chưa xong. Cuối cùng anh nói thấy rõ ràng không? Phật Tổ Như Lai kêu: này Bồ Tát Quán Thế Âm, gói thư Đường Tăng đi thỉnh kinh còn bao nhiêu nạn rồi? Bồ Tát Quán Thế Âm nói: còn một nạn nữa. Thì lúc đó Phật Tổ Như Lai nói rằng: còn một nạn phải không? Đường Tăng đang ở đâu? Dạ đang bay trên mây. Rầm, té xuống luôn. Còn một nạn. Thì thấy chưa? Như vậy thì quý vị tu hành không bị khảo đảo làm sao biết quý vị là người tu, đúng quý vị? Có vàng nào mà không có lửa xịt? Quý vị coi mấy người làm thợ bạc coi, phải dùng lửa xịt vàng không? Phải không? Thì bây giờ nếu quý vị là người thật sự là người muốn tu đời này giải thoát, vậy thì không gặp chướng nạn này thì cũng gặp chướng nạn khác. Nhớ nghe quý vị, thầy có cái nạn của thầy, trò có nạn của trò, cò có nạn của cò, chim có nạn của chim, mọi loại nạn khác nhau. Nhớ nghe. Dạ cái này là dữ dội lắm đó quý vị. Từ hôm nay những đức nói với mấy chú chùa mấy cô: mua chim phóng sanh bằng đêm không có được mua chim cu. Mấy chim cu sao nó ngu quá à. Bằng đêm thả không thấy đường, thả không bay nữa.
Xong nhà Đức đến gần, Đức nói nè: ủa, chim cu, mày bị nhốt trong lòng sao thả mày, mày không bay? Nó rằng: chíp 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 chíp. Xong Đức nói: mày chíp gì mà chíp? Tháo lòng cái mày bay đi, sao mày không bay? Mày ở trong đây làm gì? Hồng hỏi sao? Tôi ở trong lòng bình yên, tôi sợ bay ra ngoài người ta bắt. Nói mày dại quá, mày bay ra đi, rồi mày ở xung quanh chùa này ai bắt mày? Ai mượn mày ngu mày bay ra tuốt ngoài kia ngoài nó bắt? Mày bay ra khỏi cái lòng đi, mày sẽ thấy một cái bầu trời rộng lớn đẹp. Mày ở trong cái lòng này, thà mình sống một ngày vui vẻ còn hơn 100 năm khổ đau. Mày hiểu không chim cu? Dại quá, tôi nói chim cu. Nên mai mốt á, bằng đêm tao thả mày mà mày không bay, thì mai mốt tao không mua mày tao thả nữa, tao mua chim xe sẻ. Mấy chim xe sẻ gì mà nó khôn, mở lòng ra là bay cái dù liền, nó không cần suy nghĩ gì nhiều. Đây là tôi nói những loài chim thôi. Tùy mọi người suy nghĩ. Chúng ta cái tâm chúng ta nhỏ bé như ở trong lòng, làm sao chúng ta thấy được một bầu trời rộng lớn? Quý vị coi dịp Tết đi về chùa, nghe như vậy rồi mở tâm ra. Đêm 30 chúng ta học tập bài hát với cái bài gì? Mùng 1 Tết cầu cái gì quan trọng nhất? Đúng không? Năm mới cầu cái gì quan trọng nhất? Mở tâm lượng rộng lớn. Đúng quý vị? Bây giờ chúng ta nghèo, chúng ta khổ, chúng ta buồn hoài là do gì? Tâm chúng ta nhỏ hẹp. Nếu như tâm bị rộng lớn thì sao bị buồn? Còn bữa nay là bài pháp gì? Tâm vui vẻ thì mọi việc đều tốt. Vui đi. Có bà đó bà nói nè: thầy ơi thầy, ung thư sao vui vậy thầy? Bây giờ những đứa hỏi bà có ung thư, bà không vui vậy, bà có hết ung thư không? Không. Vậy thì bà vui, bà có cơ hội. Nó tế tạo những cái tế bào mới lại, bà hết ung thư. Bà buồn mà đâu hết ung thư đâu mà bà còn héo hon. Mình nói vui đi, bà nói: cái chồng bỏ mà vui gì để mà vui. Vậy đó nói: vậy thì bà khóc chồng nó có quay lại không? Không luôn. Mà vui lên đi. Này, nghèo mà vui gì để mà vui. Vậy đó hỏi: vậy thì bà buồn bà có tiền không? Bà vui á, người ta thấy bà vui vẻ, người ta nhìn bà người ta còn thích thuê bà làm, bà còn có tiền. Còn cái mặt bà đi đâu cũng khóc lóc âu sầu chứ ai nhận bà? Nhận người làm mặt buồn hiu ai nhận? Đúng quý vị? Thì đổi là mấy đàn ông cũng y rang thôi. Đó. Nên từ nơi đó khi nghe gì rồi nhận thức đi. Chúng ta trong cuộc đời này dù cha mẹ mình có bỏ rơi mình hết đi chăng nữa, bản thân chúng ta vẫn cảm ơn cha mẹ vì cũng đã cho mình sinh mệnh này. Đúng quý vị? Chúng ta hận làm gì? Một đứa con nít mà hận cha hận mẹ từ khi còn nhỏ thì đố mà đứa con nít này ngóc đầu lên nổi. Một đứa con nít mà mang mối thù trong tâm thì đứa con nít này sẽ phá sạch sự nghiệp thành đạt của nó, chắc chắn quý vị luôn. Phải quá giải tâm hận thù thì quý vị nhất định quý vị sẽ có kết quả. Tâm lượng tốt, tâm lượng thiện thì con người quý vị sẽ thành đạt sự nghiệp lớn lắm. Đúng không? Phát tâm lượng ra. Bây giờ nghe hoài đó, cứ cố gắng mà nghe. Chưa phát được thì nghe đi, từ từ phát. Còn không phát thôi. Đúng không? Không phát tôi phát. Có gì đâu. Tại vì sao? Mình cũng dùng nhiều cách. Chúng sanh mà gan lắm. Gan lắm quý vị. Đúng không?
Còn chúng ta thì sao? Gan để tu, gan làm thiện, gan tạo phước duyên, nhưng không có gan vô địa ngục. Vô địa ngục mà tôi nhát lắm, sợ lắm. Chừng nào về cực lạc đi, xuống địa ngục chơi. Quý vị mà về cực lạc là bị xuống địa ngục, lúc nào là địa ngục mát mẻ lúc nấy, nghe không? Nên bây giờ mà nói rằng gan mà để đi xuống địa ngục thì không dám gan đâu quý vị, không dám gan đâu. Nên nhà Đức khuyên quý vị cố gắng mà niệm Phật. Năm mới cũng là câu cũ, cái gì? Đừng buồn dặn người khác để trong tâm. Có nhiều người nói thầy ông giảng nhắc tới nhắc lui, có một câu nhắc hoài. Nói mấy bà làm được chưa mà không nhắc. Còn nhiều đó thôi mà mấy bà làm mà chưa được. Cái dặn suốt, nghe pháp bao nhiêu năm mà buông ra dặn rồi đó. Thấy không? Cho bà này công chuỗi tới bà kia hết. Số gì đâu mà than than trách phận ngộ lắm quý vị. Than gì nè? Ai tu bao nhiêu ngày tháng nay mà làm như không có duyên phước. Số gì đâu mà gì. Thấy chưa? Nghe cái câu mà nó não nùng vậy đó. Não nề với lộc, não nề. Thấy chưa? Đó. Chỉ có một câu thôi đó mà không làm được. Đừng buồn dặn người để trong tâm. Mà bây giờ nói lại câu này nhẹ hơn nè. Đừng dặn hờn người để trong tâm lâu. Đó. Đừng buồn dặn người để trong tâm lâu. Vậy là cũng được rồi đó quý vị. Hiểu không? Đó. Mấy câu vậy thôi đó cũng tiếp tục nhắc. Mà dễ làm không? Khó đó. Nhớ Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc, dễ nhớ không? Bây giờ quý vị coi một ngày bị nhớ được bao nhiêu thời gian. Đừng nói chuyện giỡn chơi. Có nhiều người nói sao thầy cứ nhắc hoài, niệm Phật đi, niệm Phật đi. Bây giờ mục tiêu của mấy bà niệm Phật là muốn về Cực Lạc. Mà ai là người đưa cái bà về Cực Lạc? Phật A Di Đà. Vậy thì kêu niệm Phật để Phật A Di Đà ông rước về Cực Lạc thôi. Tự nhiên kêu niệm cái gì, đúng quý vị? Nó già dặn niệm Phật là kêu mình nhớ Phật, niệm Phật để sanh Cực Lạc. Cái này là cái quan trọng. Nhắc hoài mà nếu mình hành trì thì mình mê, còn mình mà không hành trì là mình chán. Đòi hỏi là mình có hành trì hay không thì quý vị ơi. Thí dụ như giờ mùng 2 Tết này mà không tổ chức cái khóa tu này thì quý vị làm gì được đi lại đây dự cái khóa tu ngày hôm nay đông gì. Có một hai người gặp như Đức nói thầy ơi thầy, mùng 2 Tết còn nhiều công việc đi chỗ này chỗ kia, mà bây giờ thầy tổ chức khóa tu mùng 2 Tết khó đi dữ lắm. Thì những Đức nói khó đi thì bà đừng có đi. Người nào người ta dễ đi thì người ta đi. Mệt ghê. Quá dễ tính mà bà không chịu tính gì chứ. Khó đi thì chị đừng có đi. Để cho mấy người dễ đi người ta đi. Chàng ơi. Chị không đi được cái chị con không cho ai đi chứ. Nói sao chị kỳ à? Sao mà sao chị không đi cái chị kêu đừng có tổ chức? Là sao? Nói con mà không đi, bữa nào con không đi nghe thầy giảng, con thấy mấy cái bà vỗ tay con bực mình còn ơn cái gì. Con xấu hổ quý chàng. Sao mà tu ra kỳ cục quý chàng. Tu ra kiểu này tôi nghi quá. Tự nhiên không đi được mà thấy người ta nghe pháp ngồi phía trước vỗ tay. Con thấy con nhỏ kia nó ngồi cái chỗ của con tức. Thôi tôi mệt quá. Sao tôi thấy bà nặng còn hơn cái gì. Quá cho nặng nữa. Quá đặc à. Tôi thấy kinh đi quý vị. Nó hỏi mà cỡ mình hỏi mới chịu nói đó. Tại sao mà kêu như vậy? Nói là vì con đi không có được. Mà con thấy mấy cái đứa nó ngồi ngay cái chỗ con là tức lắm.
nó sống kỳ cục với chị, đúng không? Thì bây giờ thí dụ như chỗ ngồi của mình ví dụ như là người chồng của mình đi, nếu mà một ngày nào mà chồng mình nó thương người khác thì thôi, tại vì bữa nay nó ở với mình là của mình, ngày mai nó đi đến người khác thì là của người ta. Trong cuộc đời là như vậy thôi quý vị à, đúng quý vị, duyên hợp duyên tan. Giống như giờ tiền vô tay mình thì ngày mai tiền vô tay người ta, vì muốn cầm tiền hoài để cho nó móc hả, đúng quý vị, đúng không? Nên tâm hẹp hòi, nên từ đó mà thành ra hận thù. Cách nay tuần hai tuần gì đó, có cái ông này cũng dẫn người vợ đến, nói thầy thầy, vợ chồng con cũng có nghe thầy giảng rồi, những cái phần âm này cũng nghe thầy giảng mà nhập vô vợ con suốt. Bây giờ hiện tại đang nói chuyện với thầy là Hương Linh đó. Xong cái gì? Nói chuyện nãy giờ ai? Hương Linh. Xong. Hương Linh đâu? Hương Linh đâu đến đây? Nói dạ Hương Linh ở đâu, chỗ đó gì? Chỗ đó tao không biết. Tôi nói chuyện với con người là tôi biết con người, không biết Hương Linh. Vì Hương Linh ở đây làm, tìm tôi làm gì? Nói dạ xin được ở trong chùa. Vậy giật mình nó lui 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 quý vị ơi. Thôi nhưng mình hét nó giật mình lui 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 quý vị. Xong nhà Đức nói ở trong chùa thì ở đi, làm hết hồn. Tưởng đâu ông thầy khó khăn quá, ở trong chùa thì ở đi. Nhưng mà thôi, mình là Hương Linh mà dẫm dựa vào người xấu, làm ảnh hưởng cái dương khí của người ta, mệt mỏi lắm, lâu ngày chết sớm. Mình làm gì có tội. Nếu thích nhập thì cứ nhập, còn thích xuất ra thì xuất ra. Làm sao mà cho nó đúng. Đã đi đến đây hỏi rồi thì những Đức nói thì cứ nghe lời. Hương Linh tên gì? Chị nói cái tên gì ngoài đời đó. Bao nhiêu tuổi? Nói dạ năm nay lớn dữ lắm mà. Lớn là bao nhiêu? Dạ có 250 tuổi. Cái này chắc cảnh giới cũng là cao thủ chứ mấy vị ơi, thấy không? Rồi bây giờ cũng nghe những Đức giảng thích nam hay nữ? Nó dạ nam. Có pháp danh chưa? Nó dạ chưa. Pháp danh là cái gì? Nó pháp danh trong nhà Phật, ở chùa niệm Phật nghe. Nó dạ. Đặt cho cái pháp danh. Xong những Đức nói thôi sức ra đi, đừng có ở trong cái thân ta nữa. Nó dạ trong cái thân này còn 4 người nữa. Thì họ nói vậy thôi, kệ họ. Xong những Đức nói thôi ra hết đi, ở chùa mỗi ngày nghe pháp niệm Phật, được cúng lý thực cho dùng, đi theo cái xác này có được cái gì đâu. Dạ con báo thù thôi, khỏi đi, đừng báo thù nữa. Quan gia nên giải không nên kết, báo thù chi, không được lợi ích gì. Nếu như những Đức mà cũng mang tâm báo thù thì những Đức cũng khổ. Từ khi mang tâm báo thù tới giờ có vui không? Dạ không. Thế thì đừng báo thù nữa. Hồi đó tới giờ đi báo thù là do gì? Không có bến đáp, bến đậu. Bây giờ có bến đậu rồi thì đậu cái bến này cho nó ngon, đi báo thù chứ. Đúng không? Nói vậy là nói cho quý vị luôn đó, nói cho tất cả người đây luôn đó, tất cả những người đang ngồi nghe pháp luôn á. Còn nếu như quý vị thích báo thù thì cứ báo đi. Chuyện đó chuyện của quý vị, tôi uống miếng nước tôi tính. Muốn báo thù thì cứ báo. Nếu cảm thấy rằng báo thù mà được siêu thoát thì báo đi. Không có cửa đó đâu. Báo thù mà siêu thoát, chuyện đó đâu, thấy không?
Phật đã dạy quan gia nên giải, đừng nên kết con nên con. Đúng không? Đi đi đến chùa rồi bây giờ nghe cái pháp tu này, Đức Phật A Di Đà ngài đã có lời nguyện cho chúng ta và chư hương linh chúng sanh. Chúng sanh mười phương nghe danh hiệu A Di Đà Phật, chí tâm tin ưa niệm A Di Đà Phật. Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm, Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng sanh đã về Tây Phương Cực Lạc. Trừ những người mà Phật A Di Đà không rước là những người không niệm Phật. Đúng không? Vậy thì giờ chúng ta có cơ hội rồi. Hương linh thai nhi, quan gia thế chủ, cụ quyền thất tổ, tất cả những quán thân thế chủ đi theo chúng ta. Đây là một cái cơ hội trong cái cuộc đời chúng ta gặp được cơ hội này. Chùa mỗi ngày niệm Phật bốn thờ, mỗi tuần chia sẻ Phật pháp, thường chia sẻ Phật pháp, thường cúng lý thực cho dùng. Như vậy tại sao không ở đây tu nghiêm túc đàng hoàng, hộ trì tam bảo để lo niệm Phật giảng sanh? Thì theo họ làm chi? Báo thù cái gì? Đúng quý vị? Nói một phát một bước ra khỏi cổng chùa bà trở lại bình thường, tới bữa nay hai tuần khỏe luôn. Ông chồng mà tối giảng lợi, nói con cảm ơn thầy, cho con quỳ xuống con lại thầy. Đừng lại, thầy gõ đầu tôi con cái rồi, tôi khỏi luôn. Ông niệm Phật đi, thấy không? Ông nhờ niệm Phật, bà nhờ niệm Phật mà người ta xuất ra. Bây giờ người ta ở trong chùa rồi, bây giờ tiếp tục mà lo niệm Phật đi. Hồi nãy có cái bà đó bà lại mới nói thầy, sao người con nặng quá thầy, thầy gõ lên vai cái thầy. Nói tôi gõ bà sụi luôn. Tự nhiên người bà nặng là do bà không niệm Phật, là do cái tâm bà nặng mà người bà nặng. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, bây giờ cái tâm bà nặng nên người bà nặng. Ai mượn cái tâm bà nặng nên người ta trì. Bây giờ bà muốn giải cái bệnh nặng đó không? Dạ muốn. Niệm Phật. Đừng buồn dặn người để trong tâm. Đúng quý vị? Đừng buồn dặn người để trong tâm. Niệm Phật đi. Sống thiện đi. Niệm niệm gì người đi. Đừng có nghĩ ác với người ta. Thì bị nhẹ liền gì đâu. Những đức nói quý vị thường nghĩ thiện với người ta vì sợ ai hại quý vị. Đúng không? Có nhiều người nói thầy sao mà sao mà cái chán con nó nhức gì đâu mà nó nhức. Thầy gõ cái coi nó. Cái chán của bà nhức là do cái tâm bà nghĩ nhiều thứ. Sao cái gì thầy cũng biết hết chứ thầy. Sao không biết? Nhìn cặp mắt bà đâu tôi biết bà suy nghĩ nhiều thứ. Bà suy nghĩ giàu nghèo, bà suy nghĩ người ta, bà sợ người ta lấy tiền lấy bạc bà phải không? Trời sao cái gì không giấu được thầy. Nhìn cặp mắt bà thì tôi thấy bao nhiêu thứ ở trong đó chứ. Biết chưa? Nói vậy hả? Vậy thì làm sao để cái chán con nhẹ lại? Bà nhớ Phật. Đúng không? Bà có nhớ thủ đoạn hoài, coi chừng mai mốt nó nổ cái bùm bà chết. Đúng không? Thấy chưa? Còn có cái bà kia hồi sáng bà lại gặp nó, thầy sao mà ngay cái mông con nó nặng kinh khủng. Tôi thấy tôi mệt tiếc ghê luôn. Sao cái gì cũng đem lại đưa cho tôi. Tôi nói đâu mà đưa cái mông coi thử rồi sao. Thì bà nói cái nào cái mông nó nặng. Mình nói cái mông bà sao. Nói à thôi mông bà nặng là phải rồi. Vì sao? Vì nó bự. Thì con vậy tôi mà mệt tiếc ghê cũng đi hỏi. Bà về bà giảm ăn lại cho nó ốm lại đi thì nó nhẹ. Sao tôi thấy cái gì cũng hỏi trả lời nữa. Đơn giản vậy thôi mà làm gì mà kỳ cục hơn cái gì. Sao tôi thấy mấy cô sao nhiều chuyện hỏi tôi lạ quá. Rồi mai mốt mà hỏi chỗ khác nặng nữa. Hiểu không? Nhiều thứ lắm quý vị ơi. Quý vị tôi nói mà ở trong chùa không chứ gì chứ. Nghe không? Chỉnh đốn đội hình đủ thứ chứ. Nhiều lắm. Bao nhiêu chuyện đưa đến
không? Nếu mà không có một cái câu Phật hiệu để mà xả ra thì kể như là tôi chết. Nổ bùm 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 bùm. Nó nạp vô mà quý vị. Ôi hỏi đủ thứ hết á. Chúng sanh mà ta thích hỏi. Có bà kia nói thầy, sao ngày nào con cũng đau bụng. Ngày nào cũng đau bụng hết trơn á thầy. Mà ngộ lắm thầy ơi, đi vô trong chùa là không đau bụng, mà về nhà là cứ đau. Những đứa hỏi bà đau đâu, nói đau đây nè, đau ngay đây nè, nó đau ngay đây. Bà ở nhà ăn dữ lắm, một chút là đi kiếm đồ ăn, ỏi cốc mía riêng bà ăn thường xuyên đúng không? Ủa sao cái gì thầy cũng biết hết vậy? Thế giờ bà ăn ỏi cốc mía riêng thì nó sốt ruột, nó đau đường ruột. Bà vô chùa thì đâu có cốc ỏi mía riêng ăn đâu, ăn có giờ có giấc thì nó hết đau. Gì cũng đi hồi. Thấy chưa? Điều độ ăn uống lại, thấy không? Đó, với bà vô chùa bà không cần suy nghĩ nhiều nên đường ruột bà cũng tốt. Còn bà ở nhà bà nghĩ nhiều quá nên đường ruột của bà bị ảnh hưởng. Cơ thể chúng ta nó bị tác động đều, nhưng mà cái tác động chính nhất là cái bộ não. Nếu như bộ não chúng ta bị mệt mỏi và bị đơ thì cơ thể chúng ta toàn bộ ở dơ hết. Khi bộ não đã nặng nề thì máu không lưu thông được tốt. Vì thấy những đức bệnh mà tại sao cái bộ não những đức lúc nào nó cũng vui vẻ được, nên máu những đức lưu thông ngon. Đúng không? Thân bệnh mà tâm không bệnh. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà bao nhiêu việc hỏi nhiều lắm. Hỏi tứ tung lang tang luôn. Có nhiều bà bánh đưa cái tay, bánh nói nè thầy thầy, thì coi nè, cái tay sao nó giật kỳ quá. Giật kỳ quá. Xong nhà Đức nói để coi, để coi, để coi, để coi. Cái buồn ra mà, thật kỳ, cô bức kỳ thầy, kỳ quá. Kỳ quá, quá kỳ nè. Buồn ra mà. Nó giật đó. Xong nhà Đức hỏi thiệt không, thiệt nó giật không? Bà để xuống đi, bà để xuống, bà để xuống bàn nghe, bà để xuống bàn cái nó còn giật không nghe. Xong bà ở đi, để nhà Đức lấy đồ nhà Đức chị nó. Xong nhà Đức đem con dao ra. Đức dở lên tự nhiên cái tay với em gu nó không giật biết đâu chứ. Nó cái tay nó biết sợ đó chưa? Tay sợ dao. Thì ra cái tay sợ dao nghe. Cái tay tôi nó không sợ mà nó sợ dao. Vậy không biết sao vậy sao? Đụng chiêu nào thì xào chiêu đấy. Ông cái câu đó, cái câu nó cũng kế cái câu vui lắm đó quý vị. Mà thôi đừng nói câu kia. Không, làm sao không biết mà làm mấy bà cừ là thấy cũng ngon rồi đó quý vị ơi. Chứ mấy bà này khó đào mấy bà cừ lắm á. Không dễ đâu nghe. Bây giờ những Đức nói cho quý vị nghe nghe. Bây giờ cuộc đời quý vị cứ tập cười cho ngon lành đi. Cái mặt cứ cười cười hoài vậy đó. Cứ cười cười vậy đó không? Sao mà mình làm ăn được hay không được thì không biết, mình cứ cười 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 mặt giống khùng vậy đó. Hôm qua chụp hình với mấy cô á. Hôm qua chụp hình với mấy cô vậy đứa này nè. Mấy cô cứ cười như khùng vậy là nó đẹp. Ừ ngộ lắm quý vị. Khi mà mình cười như khùng như chụp hình đẹp lắm quý vị ơi. Còn khi mà quý vị mà cười mà chưa khùng là không đẹp. Tại vì sao? Khùng cái là gì nè? Tự nhiên lắm vậy, còn mà không khùng thì bẻ nó bẻ lui xấu quắc. Còn cái của mình nên như khùng vậy đó. Trong cái cuộc đời này quý vị phải nhớ tập cười đi. Thấy không? Đầu năm đầu tháng gì mà ông thầy cũng khuyên mình cười suốt.
đầu năm đi đến chùa mà cười chỗ này là cả năm cười nghe quý vị. Cười lên cái cười. Lớn lên. Bây giờ những đứa cười trước bị cười sau nè. Kiểu này, kiểu này mà nhiều người mà người ta mà đến chùa mình mà ta không cười chịu cũng không nổi đâu quý vị, đúng không? Có cái bà đó bà ngồi kế bên mới nói nè, lần nào nghe pháp mặt cũng gì nè, nghe một chút cái vậy mà nhờ mấy cái bà kế bên bà cười, bà vỗ tay vậy mà giúp tỉnh. Nên mình đã nghe quý vị ngồi nghe pháp hay niệm Phật mà mình phán trắng nha quý vị. Vậy nè, cái bà đó niệm Phật mà nhìn cái mặt dễ thương kia, bà niệm Phật nhìn nước kia muốn phán trắng lên, bà ngồi bà niệm bà làm được. Trời ơi, bà niệm nhìn cái mặt bà nhìn một cười muốn chết mồ luôn. Bà niệm bà đưa mặt làm nè. Cái gì đâu tiếu còn hơn cái gì nữa quý vị. Ừ, mà niệm sao mà mà niệm chút mà bà cái đầu con mắt bà hiếp quý vị bà làm nè. Bà cố gắng lên, bà cố gắng con mắt nè. Ông mà nhân đức nói thiệt nghe, nhiều cô ngồi ở đây nhờ mấy cô mà nhân đức giảng pháp mà càng giảng càng vui. Ừ, cái kiểu như mình cho đây mình giảng mấy bà dưới làm nè. Làm ngộ lắm, có nhiều cô vậy mình không tiện chỉ ai. Mà khi mình giảng làm bả liệu mới cười lắm làm. Có bả môi làm ghê lắm. Xong kêu làm. Mà bả theo những đứa kia quý vị, những đứa qua đây mà làm nè. Những đứa qua kêu làm nè. Có khi mà làm. Mình nhìn xuống quý vị, tự nhiên mình nhìn xuống mình giảng rầm 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 rầm. Tại vì thu hút quý vị, thu hút quá. Giống mình giảng mà tiêu hóa được quý vị. Tại vì sao? Ở trên mình giảng xuống mà ở dưới người ta tiêu hóa, là người ta hấp dẫn, người ta vui, thì nó tiêu hóa cái lời giảng, nên bản thân mình nó phát triển cái trí tuệ giảng. Còn gặp mà những đức giảng mà ở dưới mà nửa tiếng nghỉ, hơi nghỉ mệt quá, không tiêu hóa được gì nghỉ. Còn bây giờ mình giảng ở trên nó chứ làm, có nhiều bà ngộ bắt giống như bà ghinh như nó làm, nó mà làm gì mà chọc cái gì thì ghê quá. Ừ, nên từ đó mình hướng giảng quý vị. Bây giờ như bây giờ mấy em những đức giảng mà những đức nhìn qua mấy ông mà thấy mấy ông làm nè. Đau chân lắm mà đi xuống. Sao mình dám giảng? Bây giờ mình giảng mấy ông với mấy ông canh, mấy ông gìn, mấy ông kêu mình xuống đi, sao mà giảng nổi. Nghe không? Nhìn qua thì gặp mấy bà ở đây nè. Sao giảng quý vị? Giảng không nổi đâu. Nghe không? Mà mình chia sẻ một pháp mà người ta mà ta làm này. Mình nhìn qua cái mình thấy người ta, mình phá giảng quý vị. Thích phá giảng. Mà thấy đứa con nít mình làm, mình phá giảng quý vị ơi. Chứ gặp mà mình giảng cái đây mà mình nhìn xuống mà
ý nhức đầu quá. Kiểu mà mình giặt ở trên mà ở dưới mà. Hoặc là mấy bà lấy tóc mới làm nè. Sao giãn quý vị? Không bao giờ mà giãn được quý vị ơi. Đúng không? Có nhiều cô mới làm mà mình thấy hấp dẫn mình giãn. Có nhiều bà mà mình giãn. Nói thiệt nghe, giãn trên này ở dưới mới làm được. Bởi vì mình thấy mà làm mắc cười quá mình giãn. Giãn hoài nghĩ không được. Bởi vì mấy bà làm gì, bởi vì tôi giãn hoài luôn. Ừ. Mà có nhiều bà chứ bà le lử nữa. Kỳ cục vậy đó. Tại bà nghe lâu không biết sao. Bà nghe lâu ở dưới làm nè. Giống như mà bà chọc quê vậy quý vị. Vậy đó mà làm mình vui nghe. Mình giãn kịch kịch vậy đó. Đó. Bây giờ như Đức nói, bây giờ mấy bà ở đây mấy bà cũng có chồng hết á. Đúng không? Đa phần là có chồng đó. Mấy bà thấy chồng mà có làm mấy bà vui bằng những Đức không? Chết mồ coi chừng. Về nó quýnh chết mồ luôn. Hiểu không? Đây, bé Tư tao quýnh mày chết. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó quý vị biết. Rõ ràng. Bởi vì như Đức nói là tất cả mấy ông chồng phải cho vợ đến đây để học Phật. Vì sao? Vì có người chọc cho vợ mấy ông vui. Mà mấy bả vui thì mấy bả mới đẹp. Đúng quý vị? Tại vì mình không có cái khiếu này. Ông thầy không có cái khiếu này thì để cho ông làm đi. Ông chỉ nói cho vợ mình vui chứ không có làm vợ mình cái gì đâu. Mà sợ. Thấy không? Tôi chỉ ngồi từ xa tôi nói thôi. Tôi chưa bao giờ dẫn vợ quý vị đi chơi ở đâu hết trơn á. Yên tâm. Tôi ở trong chùa nổi mấy bà già không, tôi còn không có thời gian nữa. Chứ đừng nói chi mà ngồi nói chuyện với ai. Tất cả mấy cô đi về chùa như thế có ngồi nói chuyện với ai đâu. Chỉ là ngồi giảng gì xong mấy bà về thôi. Mà còn lo cơm cho mấy bà ăn nữa. Thấy chưa? Đúng không? Nên mấy ông cứ yên tâm đi. Nhận Đức không có bao giờ mà dẫn vợ mấy ông đi chỗ nào hết trơn, không có đi. Không có thời gian. Từ nơi đó mà yên tâm. Nên cứ cho mấy bà đi đợi học Phật đi. Để cho mấy bà cỡ mở tâm tư, mấy bà vui. Mấy bà vui rồi xong mấy bà về mấy bà làm vợ mình tốt. Đúng quý vị? Đó. Thấy không? Mấy ông đàn ông nghe câu này nghe. Kệ như Đức làm sao không biết mấy bà cười là được rồi. Thấy không? Chứ nói chuyện từ hồi nãy tới giờ, giờ 10 giờ 25 rồi. Tính được gần 2 tiếng đồng hồ đâu có đơn giản quý vị. Mà năm mới mà hồi nãy tới giờ quý vị thấy bị cười nhiều chưa? Năm mới này xịn sò lắm đó nghe. Bây giờ như Đức hỏi quý vị ăn Tết ở ngoài đời mà mấy hôm qua tới giờ quý vị có cười như cái giờ là ở đây không? Không đâu quý vị ơi, không có cười nhiều đâu. Cả ở nhà cũng không có cười nhiều được đâu quý vị ơi. Đúng không? Quý vị đi đến chùa mình thấy vui không quý vị? Ai đến chùa mình vui đưa tay anh ơi. Rồi lắc vài cái luôn. Quay phim đẹp nghe. Vui là hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Ai mà chưa có cây quạt này quý vị, một chút ra ngoài thỉnh. Ai? Có không đưa tay coi. Có quạt chưa? Có ai chưa có quạt đưa tay coi. Ra ngoài thỉnh một chút ở ngoài á. Tặng ngoài quý vị. Quạt đồ tặng ở ngoài nghe. Nhớ ghi cầu an cầu siêu cho người thân đầu năm nghe quý vị. Đây cái quạt này là tuyệt chiêu nghe không? Mỗi lần mà buồn buồn nghe. Quạt. 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 Mắt dép. Chạy mắt dép luôn nghe chưa? Ừ. Nên từ nơi đó cầm cái quạt này quạt nghe đi đâu cầm theo nghe. Quý vị mà lúc nào mà không cười bị nhìn những Đức đi. Những Đức cười mà. Mà thêm những Đức giảng vui thì bị nhìn những Đức nè. Thấy chưa? Lúc nào bị buồn nhất nghe. Có những lúc bị buồn, ngồi chỗ nào buồn nghe bị đem ra.
đó, cứ Lễ Vị sẽ không bao giờ cô đơn đâu. À, không bao giờ cô đơn đâu nghe. Quạt vài cái cho mấy bà tiêu nghiệp cái. Chúc an lạc nghe. Chúc vui vẻ vị ơi. Năm mới chúc gia đình vị an lạc nghe. Từ cái tâm mình vui nên nhà mình, chồng con, gia đình ai cũng tốt quý vị ơi. Giờ này mà Hương Linh thai nhi cũng cừ luôn rồi nè. A-di-đà-phật. Kính lại Phật Di-đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chống viên thành toàn giác. À, năm mới chúng ta về đây tu nghe bài pháp và phát nguyện niệm Phật vãng sanh. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị khi gặp tịnh độ
lòng tin kiên cố trong mọi hoàn cảnh niệm Phật. Thì quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Năm mới chùa chúng ta mùng 2 Tết đã tổ chức khóa tu rồi. Lượng Phật tử hôm nay đông lắm, rất là đông. Quý vị biết rằng cái đức của đại chúng lớn như lắm. Dù là một câu Phật hiệu mình niệm, nhưng đó là bao nhiêu con người cùng niệm, thấy không? Gọi là cái oai lực rất là lớn. Giống như một mình là giống như một ngọn đèn vậy đó, thì không thể nào mà phá tan được bóng tối. Nhưng mà bao nhiêu ngọn đèn thắp lên thì bóng tối vô minh tan biến. Nên cái chỗ mà đông người mà tu gì nè, cộng tu gì nè, cái oai lực cầu an có sức để cầu an được. Và cái oai lực cầu siêu có sức để cầu siêu được. Nên bữa nay cộng tu đây, bữa mùng 2 và bữa mùng 5 chúng ta cộng tu bên đạo tràng 3. Trong dịp Tết này cơ hội bị được nghỉ, cơ hội bị đến để cộng tu. Vì mỗi lần cộng tu những đức chia sẻ Phật pháp niệm Phật và những đức có cúng đi thực, mà khi cái đại chúng cái oai lực này mà cúng đi thực nó mạnh lắm, người ta mừng dữ lắm, người ta cảm ơn mình dữ lắm. Khi ở nhà bị cúng cho người ta dùng không được á, nhưng mà nhờ cái oai lực con người đây tu cúng người ta nhờ nhiều lắm nghe. Nên mùng năm á, cộng tu ở bên đạo tràng 3 Đại Tùng Lâm thì qua bển cộng tu, thì cái thời gian tu tập y gan gì nè, cũng giờ này cũng phóng sanh thiết thực rồi nghỉ. Rồi cái mùng 6 mà chiều mùng 5 đó nghe vị, là lớp đạo làm con á, là cũng là khóa tu đầu năm luôn, buổi chiều thứ bảy, thấy không? Và chủ nhật là ngay mùng 6 Tết là chúng ta cộng tu bên hộ pháp chú. Không phải ngày chủ nhật nghe, mà nó lại là cả ngày cộng tu luôn ngay mùng 6 Tết. Rồi á mùng 8 thì tiếp tục cộng tu bên đạo tràng 3 lại. Mùng 9 là ngày mừng thọ, các vị nên về. Nên ông bà cha mẹ mình tuổi già giờ ở nhà, các vị muốn tổ chức một chương trình mừng thọ thì không biết tổ chức làm sao. Đưa cha mẹ mình, ông bà mình đến đây để kết duyên với Tam Bảo, với cái tuổi xế chiều. Từ 70 tuổi đổ lên mừng thọ, nhỏ nhất cũng mừng thọ luôn. Nhưng mà những người 70 tuổi đổ lên thì người ta ngồi trong cái vị trí ghế đồ này kia, để mà được những đức tặng cho mỗi người một cái khăn tròn cổ và một chiếc máy niệm Phật đeo cổ ngày mừng thọ, và làm một cái lễ phóng sanh lớn mừng thọ mà. Ngày ngay ngày đó cũng đi thực đồ ngay chương trình mừng thọ nghe. Nên đưa cha mẹ ông bà mình, hay chờm sớm có những người già mà cả đời của họ khổ lắm, tội nghiệp, thuê xe dẫn lại đây cho họ nghe bài pháp. Rồi những đứa có nhờ mấy anh chị ca sĩ Quách Tuấn Du đồ hát gì Gen Z gì đó, thấy không? Đó. Mời toàn là những danh ca sĩ không nghe, nổi tiếng không á, lên hát cho ông bà cha mẹ mình nghe. Đó. Rồi phóng sanh cũng đi thực. Cái chương trình mừng thọ này gọi là chương trình mừng thọ hoành tráng, lớn không hay đơn giản quý vị. Rồi tất cả Phật tử cũng nên đến. Người ta nói kính lão thì đắc thọ,
Mình đến để mình chúc thọ cho mấy ông cụ bà cụ già này, đúng quý vị? Mình cần chắp tay đó, à chúc mừng các ông cụ bà cụ nghe. Không phải cha mẹ ruột của mình, mình chúc mừng các ông cụ bà cụ nghe. Mừng quá, hôm nay các ông cụ bà cụ được mừng thọ nha. Đó, mình vậy đó mình có phước quý vị. Dù không có chỗ ngồi, ra ngoài sân ngồi. Cái bữa đó mấy cái bà ngồi mặt tiền ra ngoài sân ngồi. Bây giờ chỉ mấy cái bà ngồi mặt tiền có một chỗ ngồi đẹp, ngon lành luôn. Bật mí cho mấy bà biết nè. Ở trên chánh điện trên nó có hai cái lan can. Lên trên đó ngồi. Nhìn xuống, tổng quát mọi vị trí nhìn thấy hết chưa? Thấy không? Tại vì bữa đó ông già bà già phía trước hết trơn rồi. Còn mấy cụ chùa mình thì xe lăn đẩy ra, xe tăng đẩy vô. Mừng thọ rồi quý vị. Đó nên từ nơi đó mà vui lắm nghe, ngày mùng 9 Tết nghe quý vị. Đó nên trong cái dịp Tết này nè, những đức tổ chức quá tràn chương trình. Để làm chi? Để cho quý vị có cơ hội về chùa tu. Để cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ chưa siêu thoát có cơ hội về chùa. Để hương linh thai nhi được có cơ hội về chùa nghe pháp. Để mấy cái cô mang nghiệp phá thai về đây để cầu siêu cho những thai nhi. Đó nên tổ chức khóa tu cho bị cho nhiều quá nghe. Rồi ai mà bữa nay mà ở đây được ăn Tết thì cứ ở chùa, ra phòng đăng ký ở chùa. Chiều nay tiếp tục chương trình, chương trình xịn sò. Tôi vừa mờ được 10 chị tiên nữ. Tối tôi bắt giặc sưng lên. 10 chị tiên nữ nhảy. Mà cái môn nhảy của mấy chị này là môn nhảy thập cẩm. 10 chị tiên nữ của chùa Hộ Pháp. Mỗi chị 7 mấy 8 mấy. Nhảy quá trời nhảy luôn. Vui lắm quý vị ơi. Ở lại đây. Ai ở lại thì ở lại. Ai bận thì thôi. Tối hôm nay 6 giờ là vô chương trình. Các đoàn sắp xếp được thì lợ. Thấy không? Một chút ra ngoài. Nhớ cái này nghe. Hôm nay tôi bố trí cắt dưa hấu. Sàn ô cắt sạc sạc sạc. Mọi người ăn miếng dưa hấu giùm. Có đồ mà còn năn nỉ ăn. Ngày xưa thì tôi mới từng thấy luôn. Hiểu không? Mỗi người ăn miếng dưa hấu của tôi nghe. Hồi sáng mà tôi ra cái đống dưa hấu của chùa thì có nguyên đống bự quá. Ăn không hết. Quá nhiều rồi. Tôi lợi tôi đứng tôi làm nè. Gia trì búng nước, búng nước. Rồi tôi lấy gạo tôi búng. Búng vô đống dưa hấu. Cầu nguyện bà Bồ Tát gia hộ cái đống dưa hấu này vi diệu, trưa nay ăn hết trơn giùm. Nên mỗi người ăn miếng dưa hấu cái lọc chùa nghe. Đó. Đi ra là càng vô kiếm dưa hấu. Khỏi chờ người ta đưa chứ. Đưa tôi miếng dưa hấu của thầy coi. Thấy không? Dùng miếng dưa hấu liền nghe. Rồi mỗi người ăn hộp cơm của chùa. Cái lọc của chùa nha. Lọc năm mới nha không? Còn ai mà không có quạt thì ra thỉnh cây quạt nha. Cái quạt có hình của tôi đó nha. Thấy không? Cầm cái quạt đi. Về mà ai mà nói gì không phải. Vạt nè, vạt nè. Thầy kêu buồn phiền. Vạt nè, vạt nè. Thấy không? Về mà chồng nó nhậu đó, nó xỉn nó nằm đó, cầm cái quạt gõ đầu nè. Vạt nè, vạt đó. Cho tiêu nghiệp nó nghỉ nhậu nghe chưa. Mà dạy mấy bà này, mấy bà làm thiệt đó cho mấy bà. Có cái bà đó mắc cười muốn chết. Bà cầm cái quạt trong chùa về. Cái bà đi vô nhà bà làm nè. Na 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 na. Ông mừng được cái quạt quý vị. Vậy rồi xong bà đi bà cười suốt luôn. Tại bà nhìn cái hình những đứa cười bà cười theo. Nó bị thấy hay chưa? Quá hay luôn bị thấy không? Những đức mà ra cúng đi thật mà nói chuyện kiểu này, hương linh đang xung quanh cười rầm rầm. Vui. Bởi vì hương linh mà Nhật Đức nói một câu nghe lời liền. Tại thích Nhật Đức quý vị. Nha.
Nên cái công đức của đại chúng vui gì lớn như lắm. Nguyện đem công đức này nguyện cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị, và cầu an cho tất cả những người ghi giấy cầu an ở đây nghe, và cầu an cho tất cả chúng sanh ở quả địa cầu này được bình an, sống vui vẻ an lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết quan chết đức, chết chưa được siêu thoát, chết trong chặng dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này. Và tất cả những người ghi giấy cầu siêu của ngày nay, chúng ta cũng hồi hướng cầu siêu cho gia đạo quý vị, cho tất cả chư hương linh nương vào bổ nguyện niệm Phật mà được siêu thoát về thế giới cực lạc, luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau nhớ cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chung ngã kim tí như cung, nhật thiết Phật tự cầu, nguyện dị tự công đức vô cập nhật thiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đang ngộ tình chung ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhật thiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhật thiệt, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đắng cô hồn chung biến thập phương nhất thiết hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án một lụng lắng ta bà ha, án một lụng lắng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, và việc nhật ra hồng, gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. À, đầu năm mà về đây được dự cái lễ phóng sanh, chúc quý vị bình an nghe. À, phóng sanh niệm Phật này cũng nguyện đem cái công đức phước duyên này những đức cũng hồi hướng nguyện cho các cháu mà nó đứa nhỏ nào mà không nghe lời cha mẹ, biết nghe lời cha mẹ mới dễ thương nghe không? Đứa bé nào mà nói không nghe mà lì lợm mới nghe là không được dễ thương đâu nghe. Nên nhờ cái phước báo này mà các con ngoan, thông minh, học giỏi, mấy bé vô chùa mình bé nào cũng dễ thương chứ nghe. Tao ngoan dữ lắm nghe. Trai gái đều dễ thương hết trơn á. À, nên khi mà mình á, được về chùa mà dự lễ phóng sanh, những đức khuyên quý vị, con ruồi, con muỗi, con kiến con không giết nha quý vị. Đừng có không giết ruồi, muỗi, kiến mà đi giết người nghe. Có những người ta cũng tu hành, người ta nói thiện lắm mà người ta lại đi hại người. Mình phải biết cái nào nặng, cái nào nhẹ nha quý vị. Nên từ nơi đó mình đã nghe đạo rồi thì mình đừng có cái tâm ác ý hại ai. Cái tâm nó ác dữ lắm quý vị. Cái bộ mặt bên ngoài hiền thiện nhưng mà trong tâm lại là ác tâm. Mặt hiền mà rau răm lọt đưa ra, đó là ác lắm nghe quý vị. Miệng thì mở miệng ra nói kinh nói kệ nhưng mà tâm địa xấu xa. Cái này gọi là gạt mình gạt người, nó còn ác hơn. Còn hơn là như cái miệng tôi nói ầm ầm mà tôi thương mấy bà già. Đúng không? Nhìn tôi mặt kinh kênh vậy mà tôi nói là tôi làm thiệt. Đúng không? Hù ai thôi chứ có đánh ai đâu. Hiểu không? Nó nên quý vị về, con ruồi, con muỗi, con kiến nó cũng muốn sống, đừng có giết nó. Em quý vị, ví dụ như con muỗi nó bay là nó chích vị một cái đi, quý vị không thích thì bị đuổi nó đi. Mình ốm quá mà lỡ nó chích mình, mà nói muỗi ơi tao ốm lắm, mày lỡ mày chích con nhỏ mập. Hiểu không? Như mình đói mà bây giờ mình đi kiếm ăn mà tao quýnh mình, quý vị chịu quý vị. Vậy thì bây giờ mình không cho đuổi nó đi, đi giết làm chi? Hiểu quý vị? Nên chúng ta bỏ tiền ra để phóng sanh đó là tài thí. Sanh ra nơi nào chúng ta cũng có phước báo đầy đủ. Bây giờ quy y cho mẹ mấy con chim này là pháp thí, thì sanh ra nơi nào cũng được thông minh trí tuệ. Thả đi vỗ tay niệm Phật lớn lên, vui vẻ. Khoan cái vỗ tay là tu hạnh vô thí, vô ý thí. Sanh ra nơi nào cũng được sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Một đồng tiền phóng sanh mà được tài thí, pháp thí, vô ý thí. Năm mới đi đến đây phải gieo nhân mới gặt quả. Đúng không? Còn không có tiền thì thôi, có tiền là phải phóng sanh. À, quý vị, gì mới có cái nhân cái quả. Chứ bây giờ tiền trong túi một túi mà nói tỳ hỷ đi. Tỳ hỷ là người ta không có tiền. Chứ mình mà có tiền thì mình phải phóng sanh chứ. Mình phải tu bố thí cúng dường chứ. Ồ, gieo nhân mới gặt quả chứ quý vị. À, này là dạy rất đúng nghe không? À, để cho người ta biết mở cái túi ra. Nghe không? Thường có những người ngộ lắm chưa hiểu đạo vì tưởng nó cúng dường tam bảo là mất tiêu.
cúng dường mà còn lựa tiền lẻ. Chưa hiểu kệ, cứ cúng tiền lẻ từ từ cúng tiền lớn. Nói Phật ơi, Nam Mô Di Đà Phật, để giấy 500 cho con, 2000 cho Phật. Hiểu không? Nó, cái người mà thật sự biết cúng dường Tam Bảo, rẹt rẹt rẹt. Nó. Vậy đó thì mình mới có phước báo nghe quý vị. Đó là cái thứ dẫn quý vị đó. Đó là quý vị biết rằng là nhà Đức chân thật hướng dẫn quý vị ngay năm mới đó. Bây giờ chúng ta đọc Tam Quy Y xong mình phóng sanh nè. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay đi thả chim coi. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. Chúc quý vị năm mới an lạc vui vẻ nha.